Sài Gòn đẹp quá đi thôi, Sài Gòn đẹp quá đi thôi. Oh yeah, oh yeah, xinh đẹp quá. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tới rồi cô, xinh đẹp không cô? Đẹp quá anh ơi. Chờ tôi một chút nha. Sài Gòn đẹp đâu người ghê, nhận được người đi là xa. Lần đầu bắt chân lại mê thấy nhẹ nhàng tâm. Ăn cướp kia đứng lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Không chạy thì sao? Hai. Hồi nữa lên xe đừng có nhảy nha. Ông cướp nó giật đó. Ừ, biết rồi, cảm ơn nha. Ủa sao nhìn quen quen ta? Bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi muốn tham quan Sài Gòn. Ok. Ủa, có phải là anh Bảy chị Tư không vậy? Anh Tư chị Bảy chứ. Ủa, em hâm mộ anh chị quá à. Cho em được xin chụp hình nha. Cho tôi hỏi đây có phải là anh Tư chị Bảy trong Thử Tài Siêu Nhí không ạ? Dạ đúng rồi, à, dạ may đúng quá. Rồi. Sắp tới tôi có một show diễn ở bên nước ngoài. Tôi muốn mời anh chị biểu diễn. Anh chị có đồng ý với lời đề nghị của tôi không? Đồng ý. Đồng ý. Vậy thì cùng đi nhé. À, mà trước khi đi, tôi muốn chụp một tấm hình để tôi làm hình ảnh quảng cáo. Anh chị cho tôi ra chụp một tấm hình nhé. Hiệp sĩ, ông ghẹo tôi á, ông có nhớ không? Nhớ chứ, hồi trẻ trâu mà. Bây giờ mình già rồi, bây giờ mình đổi đời rồi. Bà có nhớ Việt Nam không? Nhớ chứ, sao không nhớ được quê hương của mình mà. Ông có nhớ Việt Nam không? Nhớ chứ, tôi sẽ về Việt Nam nha. Thăm bà con, thăm mấy đứa bạn nữa. Ừ, thăm anh Hoài Linh nè, rồi thăm chị Tân Hằng nè, anh chị Đăng Chi nè, anh Thanh Bạch nè, anh Nghĩa nè. Ủa chứ quên anh Gia Bảo hả? Như anh Bảo chứ, về thăm cuối cùng thôi. Tôi với bà về Việt Nam nha. Ừ. Mấy đứa nhà về Việt Nam. Cảm ơn các bạn. Vũ đoàn Hải Âu đã hỗ trợ cho tiết mục này. Nghiệp biết không, thời gian gấp rút quá, ra mấy cô chú quá trang không công kịp. Vẽ hai cái đường này hai bên như là hai cái cọng rau vậy đó. Bữa nay mới biết đàn bà cũng có rau. Cô Thanh Hằng cũng là người xa xứ nè. Cô Thanh Hằng chắc cũng có những cái hoài niệm về quê hương giống như hai nhân vật này phải không ạ? Đúng rồi, trời ơi, thiệt là nó xứng đáng là Thử Tài Siêu Nhí sao đâu á nha. Cưng dễ sợ luôn á, giờ không có còn gì phải nói. Cảm ơn cái tiết mục của thầy Gia Bảo đã dạy cho hai đứa con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Giọng của Khả Hân thì khỏi cần phải giả già, con cũng già sẵn rồi. Chỉ có tội nghiệp cho Bảo là lúc mà trong clip con phải giả giọng già đó. Rồi đi ra ngoài, tướng của con đi lồm khồm nhìn nó cũng già thiệt. Ra cái vai ông già bà già. Chúc mừng hai con, rất là duyên dáng và dễ thương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và có lẽ là hai bé này là một cái sự kết hợp hoàn hảo đó Bảo. Ha, ban đầu thì mỗi bé là một cái sự riêng. Ý kiến gì hả chị? Lát nữa
chú Thầy Nghĩ nói xong á là tới cô Đăng Trang nha. Cô Đăng Trang chưa được nói miếng nào hết. Trời ơi, chưa mấy người dạ. Ra già ta kỹ dạ. Tánh em cảm ơn chị Bãi đã góp ý cho em. Thôi giờ cô Đăng Trang nói cho chị Bãi chứ vui đi. Trời ơi, bây giờ chị Bãi muốn em nói cái gì chị Bãi? Nói khi mà con thi đậu á. Hay chưa? Coi như là lần này là chị Bãi gài sát dán luôn là cho chị Bãi đậu. Nhưng mà cô thấy là hai đứa con á là vẫn diễn lột tả được cái vai ông già bà già. Thì cô hy vọng là khán giả yêu mến tụi con bình chọn để tụi con lội ngược dòng, để tụi con có cơ hội bước vào vòng trong. Được chứ chị Bãi? Dạ được. À được, là chị đồng ý rồi đó, chị cho qua rồi đó. Rồi, mời anh chị vào trong nghỉ ngơi, dưỡng sức. Trời ơi, coi trời ơi, cái cái lưng ông đi giống Hoài Linh quá rồi. Đó. Ba bỏ tôi khi còn thơ, mẹ lìa xa tôi một ngày, một chiều bên sông nhìn quanh, giật mình thấy không còn ai. Ngôi nhà không tiếng cười vui, từng ngày qua đi vội vàng, một chiều bên sông nhìn quanh, giật mình thấy tôi mồ côi. Chắc là hay trời ơi. Những ngày tháng hồn nhiên đã trôi đi về nơi đâu, bao lời nói dịu êm vắng xa, trong lòng vẫn còn in khắc sâu mái nhà yêu dấu. Ơi vết thương bé thơ, từng đêm gió như lời ru. Mơ ước như chuyện thần tiên có ba mẹ về, từng đêm gió như lời ru ơi, dòng sông ơi trôi về đâu giấc mơ. Từ khi em sống kiếp lang thang
đơn côi lạnh lùng. Đời em chưa biết phút em vui yêu thương ngọt lành. Tuổi thơ em chưa biết tung tăng vui chơi bạn bè. Tuổi thơ em chưa áo chưa cơm chưa vui học hành. Ôi đau xót, đời biết dù ca hát ta xin dựng lên lòng thành. Lời hôm nay ta hát cho em yêu thương mộng lành. Hồi nhân gian ta xót em thơ tương lai mịt mờ. Bàn tay em cứ giữ em thơ tìm được những giấc mơ. Bàn tay em cứ giữ em thơ tìm được những giấc mơ. Tụi con ơi, tuy rằng là cái nội dung của cái bài hát đầu tiên á, thì nó cũng không trọn vẹn lắm đối với tất cả các bạn nhỏ đúng không? Mong muốn là có ba có mẹ trở về với mình, nhưng tụi con á, phần sau làm cho mọi người có một cái cánh cửa mở ra với sự lạc quan và tin tưởng là tụi con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Và ngày hôm nay với cái câu chuyện kể như thế này, không biết chị Đoan Trang, chị muốn nói gì với các con không ạ? Hai đứa con mỗi ngày mỗi khẳng định cho mọi người thấy cái đẳng cấp của tụi con. Hát kỹ thuật rất là tốt. Hát rất là ổn định. Cái đó là một trong những cái khó đó. Giữ được cái phong độ cho mình. Bất cứ một cái bài hát nào cũng chinh phục một cách rất là dễ dàng đối với hai đứa con. Và phải nói là một lần nữa cô rất là khâm phục người chọn bài. Chọn bài là một trong những cái khâu vô cùng quan trọng. Bởi vì tụi con là một tờ giấy trắng. Người chọn bài là cái người sẽ đưa ra cái đường lối cho tụi con để tụi con có được một cái phần biểu diễn thành công hay là không. Và cái phần biểu diễn của tụi con với những cái bài hát vừa phù hợp với lứa tuổi của tụi con nhưng mà vẫn có đất để cho hai đứa biểu diễn hát đơn, hát solo, có những lúc hòa giọng với nhau, bè phối, mọi thứ rất là hợp lý. Một lần nữa cô xin được chúc mừng hai đứa một tiết mục thành công. Điềm tĩnh chị ha, hát càng ngày càng chững chạc và già dặn thiệt á. Già với sự già luôn mà trong khi tuổi nhỏ xíu ha. Già chú Lâu Nhật, sao chú? Tuần này sao chú mê không? Nói chung là tuần nào hai đường làm chú khóc hết trơn. Hồi này trong màu hòa trang chú còn nói với cô Đoan Trang là nếu như mà có một ông buộc hay một bà tiên gì xuất hiện á, thì chú sẽ xin với ông buộc rằng là cho cha mẹ đừng ngồi già, cho cả con đừng ngồi lớn, và cho chú với cô ở nhà là cứ như vậy thôi. Thời gian nó dừng lại ngang đây là đẹp rồi. Cái phần đầu Đức Bình hát hay quá trời đấy. Mà cái cột hơi nó vững chắc, có hát chững chạc như một người trưởng thành. Tôi khẳng định thêm một chuyện nữa là cái chuyện vợ dòng nó không có ảnh hưởng tới con một chút xíu nào hết. Bởi vì cái kỹ thuật thanh nhạc con rất là tốt luôn. Còn nói về Quỳnh Anh thì là có hát trống sáng. Và cái bài hát đầu tiên là chủ nhìn qua cô Đoan Trang là cô Đoan Trang khóc, chủ cũng khóc. Nhưng may quá đi, tới cái bài thứ hai nó mở ra một cái cánh cửa mới. Cái tương lai nó sáng ngời như là tương lai của cả con như vậy. Hát là phải chạm vào trái tim của người nghe và ở luôn trong đó, đừng có thèm ra nữa. Và hai con đã làm được điều đó. Chú yêu hai đứa con nhiều lắm luôn á. Chú cho điểm cao lắm á nha. Lì ở trong đó luôn nha tụi con. Đừng đi đâu hết. Hay. Về phần kỹ thuật thanh nhạc này kia nọ thì chị Đoan Trang và anh Long Nhật đã chia sẻ rồi. Thế thì không biết là một người, thôi bây giờ anh nói như vậy cho nó đơn giản dễ hiểu, là một khán giả ngồi thụ hưởng hết tất cả những cái cảm xúc này, không biết là Huỳnh Lập em đang muốn chia sẻ điều gì? Nói như vậy chính xác á, em có như là em đại diện cho khán giả và em được quyền rồi, nói đi ha. Cái cảm xúc như vậy đi. Chính Huỳnh Lập là người mới, khi mà Vĩnh hát mấy câu đầu thôi là Huỳnh Lập đã quay qua nói với chị ơi, kỹ thuật hát tốt quá. Có nghĩa là cái kỹ thuật của tụi con chạm tới những người khán giả một cách rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Đúng rồi. Không, nhưng mà anh bổ sung này nè, là tại vì anh bị chị Đoan Trang là dân thanh nhạc thì mày biết con hát cái kỹ thuật con giỏi. Nhưng mà cái kỹ thuật của Đức Bình và Quân Anh ở đây có một cái điều rất là đáng yêu luôn, là nó không có khó chịu, nó không có phô trương. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cho chú hỏi là hai con nhiêu tuổi rồi? Con 13, Quỳnh Anh cũng bằng con 13 tuổi. Nghe tụi con hát là chú muốn tuột xuống 12 vậy đó. Cảm giác chú trẻ hơn tụi con rất là nhiều luôn á. Tại vì biết sao không, tụi con có được cái sự bình tĩnh. Mà cái sự bình tĩnh này rất là khó tìm được ở lứa tuổi của tụi con. Khi mà tụi con hát cái bài này, nếu như mà tụi con, cái tâm lý tụi con không vững ấy, rất là dễ bị lung lay. Con biết lý do tại sao mà chú đạo diễn không có dàn dựng cho tụi con về cái tiết mục này không? Là bởi vì tụi con dư sức để mà có thể giữ được cái trái tim của khán giả trong mắt của tụi con luôn. Tụi con đừng bao giờ có một suy nghĩ là không biết là chú đạo diễn có bị thiên vị hay không mà không dàn dựng cho mình, mà cứ dàn dựng cho những tiết mục khác. Là bởi vì mỗi một tiết mục nó sẽ có một cái giá trị khác nhau.
giống như về cái tiết mục của tụi con đi, dựng nó cũng bằng thừa, nhưng mà sẽ có những tiết mục không dựng không được. Nó sẽ tùy vào cái giá trị và cái mục đích của cái bài hát nó như thế nào. Ở đây chú ghi cũng khá là nhiều luôn á, mà các anh chị cô chú bên đây nói hết rồi. Chú chỉ bày tỏ cảm xúc của mình thôi. Chú như trên thôi. Như trên, chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Chào hỗ tay cho Đức Vĩnh và Quyên Anh. Con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tao. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ai. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ai. Tiếng chuông chùa xa vỡ trong chiều hoàng mai. Trên phố mờ sương lại, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ơi. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ơi. Tiếng chuông chùa xa vỡ trong chiều hoàng vắng. Tiếng tiếng sao của ai sẽ tan màn đêm sẽ mưa. Gió mùa về, gió phố mờ sương lạnh, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy ai. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy ai. Tiếng chuông chưa xa vỡ trong chiều hoàng.
Và đó là Phương Nhi và Cát Vy. Cho tôi đứng ké cái coi. Trời ơi, sáng liền. Từ đầu chương trình, hai cô gái này như là Thúy Kiều, Thúy Vân á, ngọt ngào và đẹp lộng lẫy như nhân vật trong tranh. Nhưng tuần này chị Trang thấy không? Lột xác hoàn toàn. Mời chị Trang tiếp lời. Với bài này là một sự bất ngờ. Phải nói là bất ngờ. Cũng đúng như là những gì cô Đoan Trang mong chờ. Tại vì cô muốn nhìn thấy tụi con có một cái gì đó nó khác biệt. Mình phải làm một cái gì đó khác biệt để thấy rõ những cái màu sắc mà mình được trải nghiệm. Thì lúc đó người ta mới nhìn thấy mình đa dạng như thế nào, mình thông minh ra làm sao để mình có thể chinh phục tất cả những cái bước đi của mình. Và thật sự ngày hôm nay là với cái bài hát này cô đúng như là những gì cô mong chờ. Bởi vì cô biết bản thân hai đứa con nhìn bên ngoài là mấy cái tập đầu á, nếu như mà Nam Cường có coi xem mấy cái tập đầu rất là nhẹ nhàng, hòa quyện với nhau, bè phối tử tế, hát hò đàng hoàng. Nhưng mà bên trong hai cô gái này nè, hai cô bé này nè, là một cái nội lực kinh khủng. Hát đủ hết các thể loại âm nhạc. Và cái âm vực giọng rất là rộng. Có nghĩa là nốt thấp cho tới nốt cao. Nốt cao cả hai bạn đều rất là sáng. Đó, riêng Cát Viên á, cái âm trầm của con đẹp lắm. Đúng rồi. Mà cái lúc mà con hát solo đầu á, con kiểm soát từng câu, từng hơi thở của con. Cô thấy con rất là chững chạc luôn á. Thì qua tới cái đoạn của bé Nhi, mấy cái âm đầu của con thì bình thường, nhưng mà con lại có lợi thế những cái âm trung và âm cao rất là sáng và đầy ma mị. Rồi cách của tụi con biểu diễn cái phong cách qua cái bài này, có nghĩa tụi con hiểu cái bài này như thế nào, tụi con mới biểu diễn được như vậy. Từng cái tóc của tụi con, cái cách tụi con thể hiện, ánh mắt, thật sự là cô bất ngờ. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Dạ, tiếp theo ạ, mời anh Long Nhật ạ. Đây là một bài hát rất nổi tiếng của anh Lê Minh Sơn, một bài hát mang cái màu sắc của dân gian đương đại. Mà với cái tuổi nhỏ như cả con mà cả con làm được như thế này là chú rất là mừng. Sự thật là ngồi từ đầu tập cho đến bây giờ đó, thì mỗi thí sinh bước ra, mỗi cặp bước ra là đem đến cho tất cả các cô chú ngồi dưới này một cái niềm hạnh phúc nó lớn lắm. Tại vì các em lớn lên mỗi tập, các con lớn lên mỗi tuần và tiến bộ rõ rệt. Chú chỉ mong nè, một, nếu mà không tiến bộ được thì phải giữ được cái phong độ của mình. Các con không những không bị tuột, hơn thế nữa, các con giữ được phong độ và các con làm tốt hơn tuần trước. Và cái phần đầu của khi lúc cái phần solo của Phương Nhi và Cát Viên đó, tụi con hát rất là rõ lời, nó đậm đà cái bản sắc của cái ca trù, của cái ả đào của Bắc Bộ. Mà cái không gian, cái tinh thần của bài hát của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, các con đã truyền tải được trọn vẹn để người xem về tất cả những cái kỹ thuật thanh nhạc và cái cảm xúc của cái tinh thần của bài hát. Mặc dù tuổi đời của các con còn rất là bé, chú thương các con. Cảm ơn chú ạ. Thế nên bây giờ thì không biết là anh Nam Cường muốn chia sẻ điều gì với các con với tiết mục này. Tụi con á, hai bạn đúng là Thúy Vân, Thúy Kiều. Bởi vì không phải là chỉ ở ngoài sắc vóc đâu. Cái giọng hát tụi con có cái sự bổ sung cho nhau. Ví dụ như khi mà chú nghe Cát Viên hát á, thì lúc đầu vào rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt. Nhưng mà những cái chỗ mà đằng sau khi mà con lên cao á, thì con lên vẫn tốt, nhưng mà chú vẫn nghe có gì đó nó chưa có đã. Có lẽ là nó chưa có vào cái bài này lắm so với giọng của Phương Nhi. Phương Nhi có thể đoạn đầu vô của con á, nó vẫn còn bình thường, nhưng mà chú lại thích cái màu sắc giọng của Phương Nhi ở cái bài này. Có cái một nó hơi có tí rót rót trong đó chị ha. Đó, cho nên là nghe rất là màu sắc. Và khi cái điều đó khi mà con bắn lên cao á, thì nó bổ sung lại cho các viên. Và phải nói là tụi con phải cảm ơn cái người dàn dựng bài hát này cho tụi con về mặt âm nhạc. Bởi vì đã để Cát Viên là người vào đầu bài hát, là nghe là hút ngay. Và sau đó khi mà đổi qua Phương Nhi hát một cái là một cái màu khác, nghe nó không bị chán. Tại vì hai cái đó nó giống nhau, mà bạn sau mà hát nó mềm nữa là cái bài nó chán liền. Nhưng mà tụi con đã đổi màu, nghe rất là thích. Cảm ơn tụi con. Dạ, em cảm ơn chú. Xin được cảm ơn Nam Cường, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Thực sự ra thì các con ở đây mỗi bạn là một thế mạnh hoàn toàn khác nhau. Mỗi bạn có một sở trường khác nhau, nhưng ráp lại với nhau mà hòa quyện được như thế này là tụi con rất là giỏi rồi. Hát song ca rất là khó đúng không chị Trang? Và chắc chắn là tụi con sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong những tập tiếp theo. Còn tuần này quá ấn tượng. Một tràng hỗ tay cho Phương Nhi và Cát Viên. We'll be right back.
hồng còn bên ta. Một ngọn lửa hồng sáng, một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi. Ôi cao nguyên, em thương ai bên núi đang chờ ai. Một ngọn lửa hồng từ bao la, ngọn lửa tuyệt về với cội, ngọn lửa bồi hồi bồi hồi cháy mãi. Dưới mà chú mệt chứ tụi con luôn á, hát cái gì mà máu quá. Ai mà chọn cái bộ trang phục gì mà phù hợp dữ. Mới thấy là cái sự máu lửa cuồng nhiệt của các bạn nhỏ nằm đây. Dạ xin mời cô Tú My. Dạ người quen. Đây người quen, mời cô Tú My. Cô xúc động quá. Thật sự khi mà mình bước ra hát á, thấy lại hình ảnh học trò của mình ngày xưa, những cái ký ức mà những cái kỷ niệm ngày xưa cô cho mình gắn liền từ cái buổi đầu tiên cho tới cái đêm chung kết cuối cùng. Con đã đi cùng với cô một cái chặng đường rất là dài, thì cô cho mình rất là nhiều kỷ niệm đẹp, phải không con? Yeah. Hôm nay cô xúc động. Những giọt nước mắt của cô là những giọt nước mắt tự hào. Phải nói rằng hôm nay con lột xác hoàn toàn luôn. Cuộc thi thử tài siêu nhí, cô đã rất là đúng đắn khi mà giữ con đến cuối cùng. Và hôm nay một lần nữa con làm cô hãnh diện, và phải nói rằng là nó đã, nó vui sướng lắm. Nhưng mà con hát nó quá tròn trịa.
xúc động. Động tay cho cô tôi. Cái cặp này là một cái cặp là ngang chạng đó. Bạn nữ cũng rất là giỏi, giọng ca đầy nội lực, phong cách cũng rất là chuyên nghiệp. Hai con kết hợp nó có một cái sự ăn rơ với nhau, không có chênh lệch như nhiều cặp khác. Cô ngồi dưới đây cảm giác như mình một khán giả, mình đang xem những nghệ sĩ thực thụ đang biểu diễn. Coi đã quá, thật sự là một tiết mục quá sức tuyệt vời. Cô chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn cô Tố My rất là nhiều. Chị Đáng Trang, mời chị. Tụi con có biết là Trần Tiến với Nguyễn Cường, đó là hai trong những tác giả mà thuộc thế hệ cha chú mà cô vô cùng là ngưỡng mộ và kính trọng. Và cô rất may mắn có rất là nhiều dịp tiếp xúc với các chú. Cho nên khi mà các con đi ra mà hát Ngọn Lửa Cao Nguyên là thật sự là cô ở đây là coi như máu của cô nó cũng nổi lên. Cô cũng đã từng hát bài này rồi. Thì cô rất là trân trọng cái điều mà các con mang lại, cái ngọn lửa ở trong lòng các con, ngọn lửa có thật ở trong chính cái trái tim son trẻ của các con mang lại để thể hiện hai ca khúc của Trần Tiến và Nguyễn Cường rất là tốt như vậy. Nhưng mà cô rất là mong là cũng giá như cũng có một chút bè quảng ba vô chút xíu thôi cũng được, cái chỗ mà vì ta đã thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, chỉ cần có một cái quảng ba bè vô đẩy vô, tại vì tụi con rất là dễ bè hai giọng nam nữ, thì có thể bỏ quảng vô để cho nó đã tai hơn. Và cái mấy cái chỗ mà chơi lên đi tì ta da ta, chỉ cần có bè vô là nó đã hơn nhiều nữa, không bỏ bè vô uổng quá. Chị Trang thử nè, cháy lên đi nè, 2 em 3. Bè hay chị bè? Em bè. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Chút xíu thôi. Nó sẽ có cái điểm nhấn ở trong bài hát luôn chị. Một tràng pháo tay dành cho hai con. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Tụi con thân mến, tụi con đã rất là xuất sắc rồi, nhưng đây là những cái chi tiết nhỏ để giúp cho tụi con tốt nhiều hơn nữa trong tương lai thôi nhá. Giờ lắng nghe chú Hoàng Nhật Nam chia sẻ nè, xin mời chú. Lúc nãy cô Trang vừa nói dứt câu á, hãy cho một tràng vỗ tay cho, là chú thấy chú Minh Xù chuẩn bị cười rồi. Sao hai con sao chú Minh Xù hơi bị xì. Bây giờ chú Hoàng Nhật Nam làm lại. Xin cho một tràng vỗ tay cho nhóm bè Minh Xù. Dạ, Đăng Trang. Rồi, hai con đã hóa thân vào hai em bé Tây Nguyên rất là dễ thương. Với cái vóc dáng tròn và giọng hát khủng long, hai khủng long con. Chú đã đặt nickname rồi, không có sai đâu. Đó thì hai con đã đốt cháy sân khấu. Hai con đã là hai ngọn lửa ở trên sân khấu rồi. Và các cô chú dancer nhảy xung quanh rất là máu lửa để mà cùng trợ lực với các con. Đó, nhưng mà các con vừa nhảy lại vừa hát nữa để mà làm sao vẫn đảm bảo cái phần... nó không có bị trông trên hay là gì về phần hát thì nó rất là khó. Chú thấy là tiết mục này nó giống như tăng tiến, tập này là tập thứ 3, tuần thứ 3 rồi. Đó, và các con đã có một cái bước tiến mới. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ba giám khảo rất là nhiều. Có thể nói là bữa đại tiệc âm nhạc ngày hôm nay rất là nhiều màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và ngày hôm nay một tràng hô tay thật lớn cho tiết mục trình bày của Nhật Minh và Ngọc Nhi. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với một thí sinh, một cô bé dễ thương của lớp, tài năng nhí, tài năng đặc biệt của Gia Bảo. Cô bé này rất là dễ thương với đôi mắt một mí, giọng hát hay mà còn biết đánh đàn nữa quý vị. Đó là cô bé Quách Minh Minh. Dạ chứ, khi thi của con hơi run và con hơi hy vọng là con sẽ làm tốt ạ. Lo lắng chân chui
mơ thật nhiều, bà khát khao thật nhiều, bà yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng. Nằm trên khoảng trời mênh mông, như bà chú lúc xưa bà còn thương bé. Đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đu đầu ngó. Bà là nỗi buồn, là nỗi buồn vì bà cảm đang lên xương, ông dạy bà lớn lên sương màn vi thương. Nào xuống đây, trời ơi cô bé dễ thương của chúng ta Quách Minh Minh. Không cần nhạc đệm luôn, tự đệm tự hát luôn. Bây giờ thì mình nghe ý kiến của các vị giám khảo. Mời giám khảo Quang Lê trước ạ. Chú rất là thích con đàn. Con học có một tháng mà con đàn như vậy là con giỏi hơn chú đó. Chú học một năm rồi chú vẫn không biết đàn. Chú chỉ biết hát thôi. Thì vừa nghe con đàn, vừa nghe con dễ thương quá. Bây giờ chú phải biết làm sao. Chú chỉ nói câu là chú thích thôi chứ giờ không nói gì nữa. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn chú Quang Lê. Còn chú Thanh Bạch thì sao ạ? Con đã rất là tự tin, rất là nhuyễn, nhịp nhàng, tất cả chuẩn. Và khi con hát con đẹp gấp 3 lần như con đang đứng không như thế này nè. Chứ là con có tố chất nghệ thuật đó. Chú chúc mừng con. Dạ chú. Cảm ơn các vị giám khảo. Chúc mừng con. Hoài vậy? Anh hai ơi, em vừa gặp một ông khách quý đánh dài xong tiền công ổng có trả, mà ổng còn mắng em nặng nhẹ biết mau lời. Trời sao vậy? Chuyện là sao kể anh hai nghe coi. Tết vừa ngồi đây mời ông đánh dài, tuy rằng á hai con mắt á ổng cứ nhìn qua nhìn lại mà ổng cũng gật đầu á, miệng bảo ok. Em mới vội vàng ngồi xuống rổ tài cho ổng thức ổng mê, nhưng có ngờ đâu không có một đồng xu còn phải sớm dữ cả. Anh hai. Gì vậy em? Anh làm gì vậy? Thì nhạc xung quá anh hai nhảy có gì đâu nè. Thì đó, cũng tại cái bàn mâm bô của tiệm kem phía trước đều giật gân lọc cho lìa. Bỗng có một cô gái đẹp ơi là đẹp đi qua, ông liền nhớ chiếc lòng
Thôi, định luôn tới sáng hay gì á? Thì em tức, em nói ơ. Nhưng mà nghĩ lại cũng đâu phải lỗi tại em đâu. Sao em không chạy theo ông khách đó đòi tiền lại? Cô, anh đi đi. Đi đâu? Thì á, anh giả làm ông khách. Anh đi đi, rồi em đi theo. À, em theo em mới nói, thưa ông, xin ông dừng lại cho em ba. Ê, trời ơi tụ. Ông quay lại nhìn em với cái mặt hầm hầm. Em tính nói nữa thì ông hất văng luôn cái hộp á, rồi lạnh lùng á cùng người đẹp bước lên xe. Nghe máy nổ á mà em tan gan nát ruột luôn. Nhìn đồ nghề á mà nước mắt cứ rưng rưng. Của anh bị rỉ bom, tìm đâu mua thuốc kỹ năng đem về. Ủa, em mới nói gì vậy? Thì em nói á là em của anh á bị rét ba hôm rồi. Em tính á là đi đánh giày phụ anh lo cho tụi nó, mà giờ á người ta không có trả tiền rồi làm sao đây? Trời ơi. Thân em nè, em còn chưa có lo xong, nghĩ sao đi lo cho em của anh hai vậy? Thôi, em đừng có buồn nữa ha. Đồ nghề của em á, em lượm xong hết chưa? À, anh hai có vài đồng nè, em cầm đỡ đi ha. Rồi theo anh hai á, đi khắp mấy cái nhà hàng gần đây nè, kiếm khách đánh vài ha. Không, em không có lấy đâu. Anh đi bán á, kiếm từ đồng, từ cắp. Anh cho em, rồi lấy cái gì mà ăn? Thì anh đi bán vài bữa là cũng có tiền à, em lấy đi. Không, em á, em đúng là lì. Lì y như là cái tên mà má em đã đặt vậy đó. Anh nhịn hoài à, có chết chóc gì đâu. Vì anh không có bà con ruột thịt, không họ hàng, cũng chẳng có mẹ cha. Một mình rào phố ngày đêm, nhà anh ở khắp thị thành bao la. Giàu thì xôi bắp bún bò, nghèo thì xôi bắp cũng qua một ngày. Phần em đã no rồi, anh lo mua thuốc cho mấy đứa em. Bây giờ hai anh em mình cùng đi kiếm khách đánh giày tiếp ha. Dạ. Đi đánh giày đi, đánh giày đi. Cảm ơn các con, cảm ơn anh hai Thế Thanh của gia đình ông Năm nha. Con rất là dễ thương, rất là duyên dáng và hỗ trợ cho em mình rất là tốt. Cảm ơn con. Rồi, cậu bé đánh giày đến đây, dễ thương quá trời luôn. À, xin mời cô Đoàn Trang trước nha. Mặc dù cô Đoàn Trang không phải là dân cải lương, nhưng mà cô Đoàn Trang chắc chắn là khi nghe cũng có những cái cảm nhận riêng của mình, phải không cô? Đúng rồi chú Đại Nghĩa ơi. Dĩ nhiên cô không phải là người hát cải lương, nhưng mà cô cảm nhận được từng cái câu lên câu xuống của con. Vị trí âm thanh của con đưa rất là chính xác. Rồi nốt nào nó ra nốt đó. Đặc biệt là con hát mấy nốt cao rất là đẹp. Rồi mấy cái luyến của con á, cô rất là thích cái chữ mà nặng nhẹ gì của con á. Ca lại câu đó cho cô Trang nghe đi. Mà ông còn mắng em nặng nhẹ. Rất là hay. Tự nhiên nghe con hát cái câu này nhớ tới vai trùm sò của chú Giang Châu. Với lại thêm cái chữ gì mà ba mấy cái ở rồi mới tới cái đầu. Cô Trang ca thử đi cô Trang. Không cô, ngu gì lộ cái điểm dở của mình ra. Dạ mời cô Thanh Hằng ạ.
Cảm ơn cô soạn giải Thu An đã viết lại những cái bài ca tân cổ giao duyên rất là hay mà nó có ý nghĩa nữa. Cái giọng của con nó cũng rất là sáng mà cái diễn của con nó mộc mạc. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Còn chú Hoài Linh chú Hoài Linh nhận xét thế nào về tiết mục này cũng như là cái cách ca diễn của con? Cái tuần mà Nghi Xuân Tấn Lực á thì cái phần diễn của con nó tốt hơn, và ngày hôm nay rõ ràng là cái phần hát của con á, con lại làm cho mọi người có cái phần nghe nó rất là đã, và con pha trộn rất là nhiều cái giọng hát của những cái tài danh mà về cải lương. Với cái đoạn sau khi con đòi tiền á, lại giống chú Văn Hường này, chú Hề Sa đó, cũng cái nhấn ba đồng cái đó, và con biểu cảm được, là con theo được cái nội dung của bài hát, và con giữ được cái làn hơi của con. Chú chúc mừng con và hy vọng là con sẽ cố gắng hơn nữa để làm nhiều cái tiết mục đặc sắc hơn nữa để gửi đến quý vị khán giả. Ráng cố gắng nha con. Dạ, hy vọng ơn con. Hoài Linh. Trời đã mòn, có bay có
Phải nói là tiết mục này rất là đẹp trên sân khấu đúng không ạ? Đẹp thứ nhất ở đây là cảnh trí, thứ hai là tụi con với hai tạo dài. Đây là chữ mẹ, bên này là chữ hiếu. Không biết là cảm xúc của anh Long Nhật như thế nào ạ? Tròn cả con mở màn cho cái buổi tối hôm nay là một cái điều rất là chính xác luôn. Thái Hà, chú ngồi ở đây chú ngắm nhìn lên chú thấy con nhỏ xíu mà đáng yêu vô cùng. Nhưng mà con rất là chững chạc, con bước từ trên cái bục xuống, con đi đứng đàng hoàng chững chạc và giọng đẹp quá trời. Trong sáng mượt mà cái trường độ cao độ con là chính xác. Và con hát rõ rõ từng lời. Bên cạnh đó là Tấn Bảo, con có cái quảng trầm đẹp quá và hỗ trợ cho nhau. Cái phần bè và phần đuổi, cái phần vô can nữa, cái phần kết rất là hay luôn. Chú không biết nói gì hơn, chú rất là xúc động và chú rất là chúng tan chảy bởi vì trên hai cái tà áo và chữ mẹ và chữ hiếu. Mẹ là tuổi thơ, mẹ là quê hương, mẹ là tất cả những gì mà chúng ta đem theo cả cuộc đời này. Bởi vì quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Cảm ơn hai con. Xin được cảm ơn giám khảo Long Nhật rất nhiều. Và có thể nói là hai bạn nhỏ này như hai chàng hoàng tử bé đúng không ạ? Nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy chững chạc thông qua từng cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Qua cái phần trình diễn của tụi con, cô đánh giá được cái thế hệ mới thông minh quá. Tụi con chưa có được rèn giũa nhiều về kỹ năng, kỹ thuật âm nhạc, chưa được học tập nhiều về chuyên môn thanh nhạc. Nhưng mà tụi con nắm được cái cách hát. Cái đó là cái điều phải nói là từ trong cái máu của mình rồi, trong cái năng khiếu của các con rồi. Cho nên các con là những cái vốn rất là quý giá. Các con tài năng thực sự. Xem các con hát á, cô quên đi phải phân tích cái gì ở các con, mà làm cho cô thấy được một cái tình yêu về quê hương, về đất nước, về cha mẹ. Cảm ơn cô ạ. Và tiếp tục ạ, xin mời giám khảo Huỳnh Lập. Nói về mà diễn viên Huỳnh Lập mà đi chấm ca nhạc thì nó hơi bị không có vô lắm. Hơi ngộ nghĩnh đúng không? Hơi ngộ nghĩnh nhẹ một chút xíu. Là bởi vì bản thân mình nó không có am hiểu quá nhiều về phần nhạc đâu. Cho nên là tất cả về chuyên môn là nhường cho hai anh chị đây hết. Bản thân chú chỉ nhìn về tổng quan về cái diễn xuất của tụi con thôi, về cái thần thái của tụi con. Cái bài hát này là cái bài hát nó quá là phù hợp với cảm xúc của tụi con. Nó nói về cái tình cảm của cái người con dành cho những đấng sinh thành mà. Nó không có cần phải tưởng tượng, nó không có cần phải hóa thân nữa, nó chẳng cần diễn xuất gì cả. Tụi con cứ lấy đúng cái tấm chân tình của tụi con dành cho cha, dành cho mẹ, dành cho những người đã nuôi nấng mình, là tụi con sẽ thể hiện một cách trọn vẹn nhất cái ý nghĩa của bài hát này. Thái Hà như vậy nè, cái giọng của con cao lắm, chú nghe tới đâu là chú nổi da gà tới đó. Nhưng mà con hơi bị nhìn lung tung. Lúc mà bạn của con hát á, con cầm cái micro mà con cứ gì nè, giống như là con hoang mang, con nhìn con cái, đi gì tìm á. Cái gì đâu con chú? Tìm cái gì á. Giá như mà mình tập trung hơn được một chút xíu thì cái phần trình diễn của con sẽ hoàn hảo nhất có thể. Bạn Tấn Bảo thì có vẻ bình tĩnh hơn, kiểm soát được cái cảm xúc, cái gương mặt của mình. Cảm ơn hai tụi con rất là nhiều, bài hát rất là hay. Yeah. Giờ hỏi luôn, hôm nay có hồi hộp không con Thái Hà? Dạ không á. Không đúng không? Tấn Bảo cũng vậy đúng không? Đi tìm đồ ăn đó. Dạ hả? Chắc mà đói lắm đúng dạ, không con? Cò buổi tối đi tìm đồ ăn vậy thôi. Nhưng mà thực sự phải nói là cá nhân chú Minh Xù thấy là hơi tiếc tí xíu ở cái phần kết. Có nghĩa là mình... Ủa sao hết rồi ta? Hơi hận. Nhưng mà đây cũng có thể là một chiến thuật. Nếu như các bạn muốn nghe nữa, nếu như ban giám khảo muốn xem nữa, thì ban giám khảo phải giữ cặp đôi này lại. Bởi vì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định cặp đôi thấp điểm nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Nhưng ngày hôm nay, các con thân mến, mở màn quá tuyệt vời. Một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Phù du người gặp tình tư treo lên đỉnh đôi gặp ngôi nhà cũ nâng cặp tường voi hoa bằng một thời hoa bằng một thời hoa bằng một thời lần theo đường nhỏ mẫn man truyền cũng ngó cảnh gai khô mùa mang trôi chảy nỗi buồn mong manh sai người là sai g
giọt sương bay lên cành khô bay lên ngày tôi bay lên ngày em bay lên giọt sương khóc tên cành khô khóc tên ngày tôi khóc tên ngày em khóc tên mùa màng trôi. Chúng ta vừa đến với những giọt sương đáng yêu của lớp thầy giáo Hữu Quốc. Cảm ơn tất cả các con đã hỗ trợ cho bé Út, Út 8 đúng không? Cứ để vậy đi, xếp từ anh 2, anh 3, 4, 4, 5. Đúng rồi đó. Dạ con là Út Điệu. Út Điệu. Con. Dạ con là 8 Tân Tửng. Thấy con tự tin con nói điều đó là biết con có không bình thường rồi đó. Còn con. Dạ. Con là bảy ruồi, tại vì con có một ruồi trên miệng. À, một ruồi, bảy ruồi. Còn Quách Phú Thành là gì? Dạ là sáu ròm. Sáu ròm, đúng. Con sau này nên gặp chú Hoài Linh nhiều nhiều chút. Dạ, còn con là năm muôn. Năm muôn, à biết rồi. Năm đen. Tại vì con có cái làn da bánh mật đó phải không? Ừ. Còn con? Con là Tư Ú. Tư Ú, à, quảo Ú. Giống chú Lê đó. Dạ, còn con là ba đủng đỉnh. Ba đủng đỉnh tức là làm chuyện gì con cũng đủng đỉnh vậy đó hả? Không có gì phải vội vàng hấp tấp. Anh hai thì sao anh hai? Dạ, con là hai nhoi. À, con nhoi quá con ơi. Con quá nhoi luôn á. Cảm ơn tất cả các con nha. Nhìn cái cảnh này thì tôi muốn là chính huấn luyện viên là anh Hữu Quốc. Anh làm sao mà anh giữ nguyên một cái gia đình của ông Năm này lại trong cái chương trình. Anh dựng như thế nào không biết, mà tôi muốn là có mặt tất cả các em như vậy. À, bởi vì cái sự hỗ trợ của các con là làm một cái động lực rất là lớn cho những anh em mà còn ở lại. Bây giờ các con có bị loại nhưng mà các con có vui vẻ mà khi mà anh em mình cần đến các con không?
Tụi con dù là bị loại rồi nhưng mà tụi con vẫn vui vẻ và hỗ trợ cho các em tới cái vòng cuối cùng luôn. Chắc chắn vậy không? Dạ chắc chắn. Chuẩn bị 3, 2, 1. Yeah. Cô lần nữa cảm ơn các con nha. Quê gốc của con là ở đâu? Ba mẹ con quê ở đâu? Dạ ba con ở Hưng Yên. Mẹ con? Dạ mẹ con ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi vậy con có nói được giọng Bắc của ba con không? Dạ dạ cũng được. Thử đi. À dạ con xin chào các cô các chú đã đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Đó là lý do tại sao bé phát âm rất là chuẩn. Là vì cái gen từ bố đó, nên mới ca cái bài đúng dân vậy, ca đương đại của miền Bắc. Con thả hồn theo cái bài này chứng tỏ con nghe rất là nhiều và con có cái đủ cái nội lực để con thể hiện. Cái lứa tuổi của con còn quá nhỏ, là anh thứ 8 trong gia đình nữa, mà con thể hiện bài này thì vượt quá số tuổi của con với cái kỹ thuật điêu luyện mà không phải ai cũng có thể hát được. Và quan trọng nữa là chắc có lẽ huấn luyện viên của con làm rất là kỹ qua phần dàn dựng để tạo một cái cảm xúc. Và cái điều này là cái điều rất là đáng yêu. Cái sự yêu thương nhau trong nghệ thuật nó vô cùng khó. Bây giờ thì chưa nổi lên thì thôi, chứ mà khi mà đã nổi lên rồi thì cái khối này mà nó đoàn kết lại với nhau sẽ là một sức mạnh rất là tuyệt vời để tụi con có nhiều tiết mục hay, mà làm nguyên một cái vở diễn nhạc kịch đó là chuyện bình thường. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch, cầu lửa chúc mừng con Ngọc Thanh đã hoàn thành thật tốt phần thi của mình.
trong mơ đồng. Đàn đã con ngân âm hướng cội nguồn. Từ nỗi trăm trương ở cho trăm con, tự hào biết mấy ở cho gian đứng Việt Nam đẹp mơ, đẹp mơ hoành tráng tuyệt vời. Bé Quang Hiểu, nhóm bè, vũ đoàn Chuông Gió và ba cô gái xinh đẹp đàn tranh, tất cả đã tạo nên một không khí rất là xúc động. Không phải chỉ là cái sự hào hùng trong tiết mục, trong giọng hát của con đâu, mà cái cảm xúc giống như bài hát Từ Cội Nguồn, nó đã lan tỏa đến tất cả mọi người chúng ta. Và ở đây, những người Việt Nam có thể hãnh diện vì những gì mà con đã mang đến cho mọi người. Vì chúng ta là những người con Việt, chúng ta yêu quê hương của mình, phải không quý vị? Một tràng vỗ tay nữa dành cho bé Quang Hiểu. Cảm ơn tất cả các bạn. Yến Tràng ơi, hay quá Yến Tràng ơi. Mời cô giáo Yến Tràng chia sẻ trước về cái phần thi của học trò mình à. Bản thân Yến Trang là cô giáo mà vẫn cảm thấy rất là nổi da gà khi mà một lần nữa nghe Hiểu hát, bởi vì tất cả những cái cách xử lý ở trong bài hát này nó không dễ dàng đối với lại một người lớn nữa, mà một cậu bé như Hiểu ngày hôm nay trên sân khấu này sau những ngày tập dượt thì Hiểu vẫn làm rất tốt như những ngày mà đã tập dượt, thậm chí là còn thăng hoa hơn, thì Trang cảm thấy rất là hãnh diện. Cảm ơn con nha, con đã làm cho cô giáo của mình rất hạnh phúc trong cái phần trình diễn của con đó. Và chú thấy là giám khảo Hoài Linh hồi nãy cũng đã không thể nào kiềm chế được. Mời chú Hoài Linh. Khi chú thấy con dự thi cái bài hát Hát Từ Cội Nguồn là chú sợ lắm. Cái cách xử lý của con thì chú không bao giờ chú đi so sánh với một ca sĩ khác, mà chú nói ở đây á, con dám chọn bài này là con dám thử thách bản thân con. Dạ. Yeah. Bởi trong cái bài này cái âm vực nó rất là rõ ràng, cao thấp đâu đó nó có điều hết. Và đặc biệt là con đã làm được một cái điều mà chú nghĩ là với cái tuổi của con sẽ không làm được đâu. Nhưng mà với sự cố gắng con đã làm quá tuyệt vời, là ở trong này có tất cả Bắc, Trung, Nam đều có hết. Và cái chuyển giọng từ cái giọng Bắc qua cái giọng Nam của con nó cũng rất là rõ ràng. Rồi tới cái hò Huế của con cũng làm rất là đẹp. Cho nên là chú rất là hưng phấn với một cái cậu bé mà vừa điển trai nè ha, hát tốt nè ha, mà dám liều lĩnh thử thách cái bản thân mình bằng một cái bài hát như vậy. Nếu trong cuộc sống của con có những cái kiên định rõ ràng như vậy và con có những thử thách bản thân con như vậy thì chắc chắn con sẽ thành công. Và đối với cái tuổi của con, chú cho đây là phần diễn tuyệt vời nhất của con từ trước tới bây giờ. Cảm ơn chú Hoài Linh. Mới có mấy tuần thôi mà thấy sự trưởng thành của con trong phong cách, trong nét mặt, trong ngoại hình và cả tâm hồn của con nữa. Ở đây con đảm bảo được hơi Bắc, hơi Nam. Và cái điều quan trọng nữa là cái sự dàn dựng của tiết mục của con, nó là sự nỗ lực hết mình trong khả năng có thể. Đây là một dấu mốc rất là lớn trong cuộc đời của con, khi con đã ghi dấu ấn rất sâu đậm với tác phẩm này. 10 năm sau, 20 năm sau con xem lại, con cảm thấy rằng đây là một kỷ niệm khó phai mờ trong cuộc đời vì thử tài siêu nhí của con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Cô khen là cái giọng con rất là vang, cho nên là khi con hát tương tác với hợp xướng mà con không có bị lép vế với hợp xướng. Cái tốt ở chỗ là con cứ lịch lãm mà đứng mà hát đầy tự tin và tập trung hết sức vô cái giọng hát của mình. Đó là cái điểm mạnh của con. Nhưng mà cô nhắc con á, là cái ngân của con á, là con chưa có cái độ rung, cho nên con phải cần tập cái độ rung để khi mà con hát mấy nốt cao á, nó không có bị chát. Vậy thôi. Cảm ơn con nha. Chúc cảm ơn các vị giám khảo. Những lời khen tặng cũng như là những lời góp ý sẽ giúp cho con rất nhiều sau này Quang Hiểu nha.
mơ bằng những men duyên dạng khờ. Bằng màu mừng ngây thơ về hôm nay, tôi vẫn ngồi đây này, vẽ một đêm mới say bằng đôi tay tôi đã lớn thế này. Vẽ thế gian bằng những nén nhang thầm than, chẳng một vòng lo tan. Tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ gì và toàn tính trước. Tôi mà sức vương mình để vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lòng đơn nhẹ tôi bay cao, vẽ lên nỗi nhớ cồn cao trong tim tôi. Tôi yêu em mất rồi, vẽ lên nhanh hoa dài tôi gửi lại cho ngày sau em ơi. Vẽ tôi đang giữ trời sao vẫn bơ vơ, cứ thế đứng ngóng chờ. Vẽ tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại nhưng mình ghép hạt cát cuộc đời tôi. Vẽ tôi xa mù khơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy. Vẽ tôi đi tìm tôi nhận ra đời sao như toàn tính. Vẽ những bức hoa hình với đường nét màu sắc thật ngổn ngang. Vẽ tôi đang ở đây và ôm lại tôi hát. Vẽ tất cả điều này bằng tiếng hát. Mong mừng ngày thơ về hôm nay, tôi vẫn ngồi đây đây, vẽ mọi điều mới say bằng đôi tay tôi đã lớn thế này. Vẽ thế gian bằng những nén ngang thẳng hàng, chẳng một vẻ lo tại. Tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ gì và toàn tính trước. Tôi mặc sức vương mình để quên đi bao nhiêu tư, quên đi đừng lá gì. Vui lên đêm bao nhiêu đêm mê, vui lên hơn mưa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu. Ước muốn đã trào dâng từ trong chiếc bao. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rạng ngời. Bay lên cao, bay lên cao như cồn cao. Trang đã wow lắm rồi, không biết là cô muốn chia sẻ ngay lập tức luôn không ạ? Xin mời cô. Quá là khó khăn cho các cô chú ngồi ở đây luôn á các con. Tại vì cái tuần này tiết mục nào cũng tốt đó. Riêng với Văn Minh và Ngọc Dầu đã cho cô cảm thấy rất là yên tâm về một cái thế hệ mới. Thật sự giống như tên của con á, tụi con rất là văn minh, tụi con nghe nhạc mới, tụi con rất hiện đại. Điều đó nó toát ra từ cái chất giọng của tụi con, cách tụi con xử lý cũng như là cách tụi con điều tiết sân khấu. Rất là hay, tụi con rất là có năng lượng trên sân khấu. Và tụi con như là tuần trước, thẩm âm vô cùng tốt luôn, nhịp vô cùng chắc. Hát bài lên tông 2-3 lần. Mà nhất là Ngọc Dầu con phải giữ vai trò là bè cho Văn Minh. Nhưng đồng thời Văn Minh cũng phải giữ cái bè chính cho thật là chắc, để hai cái bè nó đi với nhau nó quyện. Còn chỉ cần một người rung rây là cái bè đó nó đi nó chênh liền. Trong chênh liền. Đúng rồi. Hai đứa con tuyệt vời. Chúc mừng hai đứa con.
Dạ cảm ơn cô. Trời ơi, cảm ơn cô mà tụi nó còn bè cho nhau nữa. Đứa bè cao, đứa bè thấp. Trời ơi, hôm nay mà lộng lẫy dễ sợ nè. Để coi với sự lấp lánh của chú Nam Cường thì có đồng điệu hay không nha, mời chú. Không cần biết, thấy lấp lánh là tôi thích rồi. Nói chung là tiết mục này quá thích. Mà không hiểu sao mời tôi vô cái số gì đâu mà toàn là tiết mục hay, sao tôi chấm. Làm sao mà chấm đây. Khó nhờ. Không có một điểm nào chê từ đầu đến giờ các tiết mục của tụi con. Quá xuất sắc, mỗi bạn một màu sắc. Làm cho cái số ngày hôm nay là tưng bừng khói lửa luôn. Dạ. Với cái bản mashup này thì đúng như cô Đoan Trang nói là hai bạn hát hòa quyện với nhau. Và đặc biệt là nam nữ nữa. Rồi nghe là nó còn có sự thú vị hơn là hai nam hoặc là hai nữ vậy ha. Cái màu giọng khác nhau. Dạ, Văn Minh giọng rất đàn ông nha. Đúng rồi. Rất là hay và rất là chắc. Còn riêng với Ngọc Dào, con tuy là bè cho bạn nhưng mà con không hề bị lép vế. Đó, có nhiều người bè á thì cũng ham sợ là mình bị lép, hát bự lên xong cái lấn át luôn giọng chính. Hoặc là sợ nó không hòa quyện cái lò hát nhỏ lại. Cái cuối cùng người bè là cái người khó. Vừa hát bè thẩm âm nó khó mà vừa phải cân chỉnh làm sao cho hòa với cái giọng chính đã khó. Mà ngày hôm nay Ngọc Dào làm điều đó quá xuất sắc, chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Tuần thứ 5 rồi các anh chị ơi, các con phải làm như thế này để bứt phá ở những vòng thi loại trừ. Cho nên là các cô chú cứ yên tâm bình tĩnh đi, chấm điểm cho tụi con. Cứ 10 hết cũng được mà cô chú hả. Chú Long Nhật ơi, cảm xúc ngay bây giờ với tiết mục này, xin mời chú. Về thanh nhạc là cô Đoan Trang và chú Nam Cường đã nói rồi. Nhưng mà cái không khí âm nhạc rất là quan trọng. Cái không khí và cái lan tỏa cái tinh thần đó có thể tất cả khán phòng, tất cả phim trường chúng ta như một nụ tung về hai con. Chú tự hào về hai đứa. Dạ con cảm ơn chú. Giật mình nữa. Có tập không mà sao nó nói đều như vậy. Đều hiểu luôn á trời. Không, bởi thế mới nói là sự hòa hợp của các con. Đã là cặp đôi vàng mà. Đúng đó. Phải hợp từng cái câu nói, từng câu cảm ơn nữa. Nhưng mà phải cảm ơn những cái người đứng đằng sau để giúp cho các tiết mục này nó tuyệt vời. Đó chính là người thầy của tụi con, đúng không? Người hòa với khí nữa. Một tràng hổ tay cho thầy Phú Luân và Phạm Hồng Biển. Cảm ơn hai thầy. Lộng lẫy xinh đẹp, nhận được quá nhiều lời khen rồi. Một tràng hổ tay nữa đi vô trong chờ kết quả nha. Xin được chúc mừng hai con. Có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Lặng yên ta nói cuội nghe, ở cung trăng mái làm chi bóng trăng trăng ngà. Đã to có thằng cuội già ôm một mối mơ. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Lặng trăng gió bao nhau, chỉ kia quê quán ở đâu. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng già. Đèn ông sao với đèn ca tre, đèn thiên nga với đèn bấp bênh. Em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trăng trăng trong ánh.
một bầu trời rực sáng rõ anh chàng, lòng ngập tràn mong nhớ về tuổi thơ. Bồi hồi nhìn đàn chúng em đủ vui, rộn ràng đèn trong tay lúc ninh đến. Cùng bạn bè ngồi dưới trăng vàng, kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tiếp đèn quay nhanh, cùng hòa nhịp hát vui cùng bạn chàng. Hoa chị hằng nga chúc tôi hồn mơ đến ngày bề trai đất kia. Có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba cây nghe đời xưa. Hay hoa đất ca khúc nhạc tình tang, khóc ngọc cùng tăng dưới trang. Chiều cuối ngẩn ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ tiếc hoài. Hoa chị hằng nga chúc tôi ngồi mơ đến ngày ngồi nghe chuyện trên ba ghế nghe lời xưa. Hay hoa đàn ca khúc nhạc tình tang, thó mộng tung tăng dưới trang. Chúc buổi ngâm ngơ kinh chuyện năm xưa, dầu ngồi làm thơ tích hoài. Chúc buổi ngâm ngơ kinh chuyện năm xưa, dầu ngồi làm thơ. Thiệt á chị Trang, em giận dễ sợ giận luôn. Phá nát ký ức tuổi thơ của em. Em không nghĩ là chị Hằng lại quậy đến vậy. Ngày hôm nay tụi con đã đưa tất cả quý vị đến với nhiều cung bậc khác nhau nha. Mở đầu là nhẹ nhàng với chú Cuội ha, sau đó thì mạnh mẽ có tiết tấu lên từ từ từ, và cuối cùng bung nóc luôn, nhạc rock luôn. Xin mời ý kiến của nghệ sĩ Giá Bảo á, mời anh. Thật ra đây là một cái tiết mục rất là tươi, rất là sớm. Là bởi vì sau cái tiết mục của bé Băng Diêm vừa rồi thì nó cũng có hơi có chút buồn. Qua tiết mục này thì rất là sơm. Thì trong tiết mục này thì chú Bảo khen bé Đức Vĩnh là bé Đức Vĩnh rất là tươi, tươi từ đầu rồi. Nhưng mà bé Quỳnh Anh thì còn bị hơi lo. Trong cái nét mặt của con nó còn hơi bị lo, đang còn hơi bị nhớ bài, cho nên con chưa có được tươi. Cho nên là cái bài này nó rất là tươi, nó vui mà. Nó là một cái lễ hội trung thu rất là vui, đã không có cái gì để buồn hết đó. Cho nên rút kinh nghiệm lần sau, mình hát bài vui là mình cứ vui đi. Cứ vui đi, rồi chuyện gì nó tới nó tới, chứ nó không có cái gì mà mình buồn nha. Còn giọng ca của hai con thì hòa quyện rất là tốt. Thì về phần ca thì chắc là cô Đoan Trang sẽ nhận xét tốt hơn. Xin được cảm ơn nha Bảo. Xin mời chị Đoan Trang ạ. Hai đứa con đang có cái năng lượng không có đều. Hai cái năng lượng phải được cân với nhau, phải được hòa quyện, phải được bổ trợ cho nhau một cách hợp lý nha con. Bây giờ đang tuổi lớn cho nên là cái anh chàng Đức Vĩnh là có vẻ là nhoi hơn hồi xưa rồi đó, rồi, có vẻ nhoi hơn hồi nhỏ rồi đó. Còn Quỳnh Anh là đang ta đang tuổi bắt đầu tuổi teen mà, cho nên người ta cũng có những cái cảm xúc và biết bực, biết giận, rồi biết cũng như hơi ngại, hơi là mắc cỡ con hơn. Gái tí xíu. Đúng rồi, mỗi bạn một cá tính, con không thể nào giống các bạn khác được, bởi vì con là con. Tuy nhiên, mình nói ở đây có nghĩa là các con về, nếu muốn tiếp tục là một cái cặp đôi mà xuất sắc sau nhiều cái thời gian mình rèn luyện, thì mình phải rèn luyện nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không chỉ dừng lại ở trong cái giọng hát nha con. Đây là những cái bước đầu tiên, những cái viên đá đầu tiên để con đặt, để con xây cái ngôi nhà của con. Cho nên phải nhớ lời của các cô chú, cố gắng nhiều hơn nữa nha con. Cô vẫn rất là tin cặp đôi này nhiều lắm. Cô tin tưởng vào tụi con nhiều lắm, cho nên cố lên nha. Cảm ơn cô ạ. Mà chú hỏi thiệt là trong quá trình hai đứa tập với nhau là có giận hờn gì nhau không? Không luôn. Đó bây giờ mặt tươi nè, không hỏi thiệt. Tại vì chú Minh Sùi thấy con bước ra, trời ơi, người ta được gặp Hằng Nga là người ta thấy là một cái gì đó nó đẹp, nó tươi đúng không? Con ra thăm xuống con ngồi con hát chứ bạn. Ôm một mối mơ. Ừ, con vậy luôn á. Nha, rút kinh nghiệm nha. Còn không thì cái này là cái hay nè. Về nhìn vô gương hát. Đúng không cô Trang? Về nhìn vô gương hát rồi con cười lên con hát thử coi, coi lúc đó cái mặt của con đẹp không. Con sửa khẩu hình của con lại ha, hoặc là con sửa cái tinh thần của mình lại tí xíu. Đúng đó, rồi. Tập nhiều lần thành thói quen. Đúng rồi, hoặc là trong mấy cái ngày mà đi lên tập sân khấu á, chắc chắn là các con sẽ được tập trên 2 lần. Dạ. Đúng không? Thì nói mẹ quay phim lại, xong rồi có một lần mình sẽ làm như thiệt, xong mẹ quay phim lại mình coi, mình biết là mình đang có cái vấn đề của mình nằm ở đâu để mình sửa nha con.
chứ con buồn mà cái mặt không có tươi, giống như là hàng Nga mà bán bánh trung thu mà bị ế vậy. Bị xe ưu đãi hạ giá, mua một tặng bốn tặng năm lần, con buồn phải không? Nhưng mà cái hay là hôm nay là Đức Vĩnh Quỳnh Anh hát rock rồi đó nha. Chính xác, lên chính tới xác rồi đó. Dạ, xin mời anh Hoàng Nhật Nam ạ. Còn chú á, chú nhìn quanh chú rất là giận Vũ Đoàn. Vì sao? Vì cái tiết mục này gợi nhớ một tuổi thơ của chú. Mà nhìn quanh nó không có một cái lồng đèn nào là lồng đèn con cá cả. Bây giờ chú thông cảm đi, bởi vì bây giờ nó đã qua cái mùa đó rồi. Không phải, bây nhiều khi tìm nó khó lắm. Đi ra tiệm không có chú, giờ có mấy cái này thì mua mấy cái này thôi. Chưa kể mình khen tiết mục này cái là biết sao, bây giờ là đa số mà xài bằng pin rất nhiều. Mà em không thích con em xài bằng pin. Em thích con em xài giày nè. Chị cũng nó vậy. Nó mới đúng là cái lồng đèn của hồi xưa. Dấu dấu vô còn cái này cũng bằng pin ở trong mà dấu dấu vô. Tao ý là cái bằng cái giấy kiến này nè. Đúng, phải là cái này đúng anh. Mà cái này hồi xưa mà thời mà chú chơi á là phía bên trong là có gắn cái đèn lò nến xo, cái lò xo để lò nó cài vô, gắn cái nến, gắn cái nến. Đúng rồi. Sau đó là gió thổi là mình cứ lấy một cái cây nhang mà nó có phát sáng đó là để châm vào vô. Và cái này là thắp sáng tuổi thơ biết bao nhiêu thế hệ luôn. Chính cho xác. Nên các con á là mùa trung thu phải chơi cái đèn này, không có chơi đèn bằng nhựa nghe chưa. Đúng rồi. Cái này là cái truyền thống của Việt Nam mình đó. Và chú nhớ hồi nhỏ chú còn chơi đầu lân, chú làm lấy cái mền đó trùm phía sau để làm cái đuôi. Dạ đúng rồi. Đó, rồi còn cái đầu nhỏ rồi làm ông địa bắt đầu nhét quần áo vào để làm cái bụng bự. Yeah. Mà giống như chú Gia Bảo là đâu cần phải nhét mền mà đâu. Đúng. Bây giờ là có sẵn rồi, không cần nữa. Đó thì cái tiết mục này rất dễ thương, ngoài nhắc đến hai cái nhân vật trong cổ tích là chú Cụi với là chị Hằng Nga ra thì hai con đã thể hiện được hai cái màu sắc của mình luôn. Cái gì đó rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào ở đoạn đầu và đoạn sau thì là một cái màu sắc gọi là rock, rất là tưng bừng, rất là máu lửa. Rồi chúc mừng hai con. Cảm ơn chú ạ. Hơi bóp mẹ nhỏ. Em nhớ không lầm là những cái tuần trước thì lúc mà ban giám khảo nhận xét, Đức Vĩnh cười lên. Vậy hả? Cười lên. Hôm nay cũng vậy. Hôm nay cũng vậy. Lúc mà anh nói là cười tươi lên, vui lên. Cười tươi lên. Nhưng mà nói trong miệng á chị. Em đứng đây em nghe. Nhưng mà thật sự đúng mà con. Đây, có Đức Vĩnh thì con cứ thoải mái đi. Tại vì hai tụi con sẽ bổ trợ cho nhau, hiểu không? Mình là một cặp đôi, hai người tốt hơn một người chứ. Nha. Năng lượng chung, một tràng pháo tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Bye.
Cảm ơn các bạn Wendy, Ngọc Tâm cùng Vũ Đoàn Chuông Gió. Bây giờ mình nghe các cô chú nha. Mời cô Đoan Trang. Lúc mà cô thấy con đợi diễn cho các bạn ở các tiết mục trước á, thì cô thấy con rất là sắc bén, rất là đanh đá. Tiết mục này là cái tiết mục mà con cần phải có cái độ lúng liếng, cái độ rất là sắc bén đó. Nhưng mà con lại thiếu đi. Không hiểu sao, nguyên một bài con bị lo ra, con không có tập trung, con đi qua đi lại hồn vía, con bay đi đâu mất tiêu à. Giọng con rất là sáng hợp hát dân ca lắm, nhưng mà phải có cái luyến, cái lấy mà mình thiếu cái đó. Ví dụ như là ta ti ta ta ti ta 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 ti ta, nó phải có cái ta da đi đi da đi da, nó phải có đủ nốt như vậy. Cô tưởng đâu câu đầu con hát là ta đi ta ra là đã thiếu nốt rồi ha. Thì cô nghĩ là cái đó là do xử lý. Và câu thứ hai, câu thứ ba con lại phải hát luyến để cho khác đi. Nhưng mà từ đầu cho tới đuôi cô ngồi cô đếm, cô ngồi cô canh, thì con câu nào cũng như câu đó thiếu cái luyến đi, thiếu cái độ sâu của cái dân ca đi. Con hiểu không? Và nhớ cho cô, bạn nào cũng vậy, lên diễn là phải tập trung, tập trung. Diễn cho tất cả mọi người xem, thầy cô, bạn bè ở nhà đang xem mình. Mà mình không có tập trung thì mình bể mất cái phần diễn của mình, uổng quá, đâu có ai cho mình hát lại đâu, đúng không? Con mắt là phải nhìn thẳng, nhìn qua phải là qua phải, qua trái là qua trái, phải sâu sắc vào, chứ không phải vừa hát mà vừa nhìn qua nhìn lại coi bạn đứng đúng chưa, rồi coi câu đó làm sao, coi phải lo cái gì trong đầu, thì cái đó là chưa được, hay chưa con? Cố gắng là rút kinh nghiệm hay chưa? Với thêm một cái nữa là hơi, hát dân ca, bản thân cô là sợ nhất. Bởi vì dân ca cần hơi dài lắm, cho nên cái đó tụi con phải tập, tập lấy hơi thật là sâu để hát nguyên được một câu dài. Thì cái đó thầy cô phải chỉ cho con nha. Rồi, ok. Cảm ơn cô Đoan Trang. Thật ra thì theo dõi quá trình của bé Yến Vi thì tôi biết cái chất lượng của Yến Vi không phải như hôm nay. Nó khi mệt. Hát một cái câu mà cảm thấy mình chưa đúng là mình á, thì tự giận mình luôn á. Cho nên cái sự lo ra và không làm chủ được giọng hát của mình, con đã cố gắng hoàn thành được cái bài hát mà không bỏ giữa chừng là con cũng nỗ lực nhiều lắm rồi. Bởi vì cái giọng của con trong những vòng trước đã được khẳng định thì mới được vô tới vòng này. Chứ nếu mà vòng trước con hát lê lơi kiểu này, con đã không có mặt hôm nay rồi. Cảm ơn các cô chú giám khảo.
ruộng lúa tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao niềm thương trong mái lá. Bờ dâu xanh cô gái hát êm, tầm mái chín gửi anh dâng mẹ hiền, lòng xa thêm hơi ấm khi chiều lên. Tấn Bảo và Thái Hà xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều ạ. Wow, trời là dễ thương, công nhận nè. Nói chung là mình là triệu view về những cái bài hát nhạc trữ tình ha, nhạc nhẹ nhẹ nhàng nhàng, nhưng ngày hôm nay được tươi mới hơn, được sôi động hơn, thì tụi con thấy làm sao? Dạ tụi con thấy là khác biệt ạ. Khác biệt. Dạ. Còn con trai hôm nay là cái này là cái ý tưởng đâu vậy trời? Thường là người ta là thắt là một là quấn luôn quanh vòng cái đầu này hoặc là để vô cái cổ, bây giờ thắt luôn nguyên cái nơi xì tay lít ấn tượng đó. Thích không? Con thích cái nào? Dạ con cũng chưa thích lắm á. Tại sao chưa thích lắm? Vì sao? Nói cho chú nghe. Tại sao? Con cũng chưa biết. Trời. Hay là muốn nó bự hơn hay muốn nó nhỏ hơn? Dạ con cũng không muốn bự hay là nhỏ. Hay là muốn mất luôn? Sợ mất luôn. Thôi vậy đi. Nói chung thì trẻ con là như vậy, rất là ngây ngô hồn nhiên. Thật sự là ngày hôm nay tụi con có một cái tiết mục rất là đáng yêu. Xin được mời Tố My ạ. Cảm xúc của bạn như thế nào? Chắc này phải đứng lên mới diễn tả hết cảm xúc quá. Trời vậy à? Hai con hát câu dân ca sao mượt mà làm cô sao xuyến, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa làm cô muốn rụng rụng rời tim rồi hai con nhé. Rồi mình cho luôn điểm thôi. Vâng, 10 điểm rồi. Trời đất ơi, 10 điểm rồi đúng không ạ? Riêng em thôi. Ra là hai con hát hai cái bài mà cô thích quá à. Hai cái bài này phải nói rằng là từ nhỏ là cô đã nghe, cô đã hát thuộc lầu rồi, rất là yêu hai ca khúc này. Cộng thêm hai con á, có một cái nét đáng yêu lắm. Và hai con khi mà kết hợp lại đó, nó hòa quyện, nghe nó đã lắm. Còn bạn nhỏ đó, lại có một cái chất giọng kim dễ thương lắm, hợp với dân ca lắm. Chúc mừng tiết mục hai con nha. Và hai con ráng mau ăn chống lớn. Nhớ theo cô nha. Dặn con đó. Cố lên. Thôi nhỏ nhỏ như con là để cô Đoan Trang cũng bé bé xinh xinh này nhận xét nè. Xin mời cô Đoan Trang ạ. Con đừng có lo. Như cô nè, 40 năm rồi nó cũng vậy hả con? Nó không lớn lên được miếng nào. Nhưng không sao, con mình nhỏ, mình có giỏ. Vẫn là những cái giọng ca rất là ngọt ngào và hát rất là chính xác. Cô vẫn rất là thích hai đứa. Cảm ơn hai đứa con. Thích hai cái nơ nữa đó con. Con đừng nói không thích nha. Cô thấy hai nơ cưng lắm luôn á. Thì cũng muốn chạy lại ôm hai con lắm á. Thì lên quá à. Thì lên ôm đi, nấu gì nữa. Trời cưng quá. Cưng có đem về nuôi không? Ừ. Cho cô nha, hồi nào không xài cho cô nha. Trời ơi, đâu ra vậy? Cái khi này nào vẫn lên hộp không không ta? Không hợp, không hợp. Sao hợp được không rồi hợp. Thôi đi về, nói gì nữa. Vì hai con nó là đang giống như là miền quê mộc mạc. Cô giống như là ở trong cung đấu ra vậy đó. Thăm cung nội chiến. Đúng rồi.
Dạ xin mời chú Hoàng Nhật Nam nhận xét ạ. Chú rất là thích với cái màu sắc này. Hai con đã bắt đầu tập vũ đạo rồi, nhảy ý nhót tưng bừng cùng với các cô chú vũ đoàn rất là vui. Tuy nhiên đó cũng sẽ là con dao hai lưỡi đối với mình. Đó là mình phải vừa phải lo nhảy này cho đúng bài rồi đúng nhịp, rồi phải vào cái câu nào cho đúng nữa. Chú thì nghĩ rằng là đối với lứa tuổi tụi con thì quá nhỏ thì đó cũng không phải là điều lớn lắm, nhưng mà càng về sau, những cái tiết mục về sau thì những cái lỗi của mình hạn chế thì nó càng nhiều thì càng tốt hơn nha hai con. Rồi chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Đó, tụi con thấy không, nghe lời nhận xét như vậy thì cũng đã giúp cho tụi con tốt hơn thôi. Cố gắng lên nha. Thế túm gọn là có thích cái nơi không? Dạ không ạ. Rồi kiên quyết. Dạ, thế mới khẳng định một điều rằng là đi xa hỏi già về nhà hỏi trẻ, không thích là không thích. Không con nói nhiều. Mang cái nơ đó đó, cô mới cho con 10 điểm đó nha. Con nói con không thích cái nơ là con trừ điểm bớt đó nha. Chết. Không, tại vì người ta chưa có hiểu cái nơ đó là cái gì nên người ta chưa có không có thích. Cái đó là giống như những cái nông dân đó đi gặt lúa đồ ngoài ruộng, ngoài vùng quê đó con. Miền Nam cũng có mà miền Bắc cũng có. Rồi mặc áo bà ba, quần đen, rồi đứng dưới đầm lầy, trên trời thì trời nắng, cho nên hay có cái khăn rằn quấn như vậy nè, cột gút một cái đại vậy thôi, rồi sau đó là mồ hôi mồ kê rồi chùi lên luôn đó. Nó là như vậy, cho nên cái đó là cả một cái lao động của những cái chú nông dân. Người đó nông mà dân. mình nhìn người ta làm cho mình hạt lúa gạo cho mình ăn mỗi ngày á con, thì cô hy vọng là khi mà con hiểu cái điều đó thì con sẽ quý trọng nó lắm, để cho thấm mồ hôi rồi vừa che nắng nữa con. Đúng rồi. Và lúc buồn buồn xong cái buổi đó rồi thì bắt đầu tháo ra, bắt đầu tròn lên quạt gì đó. Nhưng mà cái kiểu này á, mọi người biết không, em nghĩ rằng là cái anh mà hóa trang á, anh mới hoạt hình chụp Mickey. Cho nên anh muốn hóa trang mấy bé mà dễ thương lắm, cưng lắm, cô cũng mê chụp Mickey. Vâng, một tràng pháo tay nữa cho Tấn Bảo và Thái Hà. Nhà là nơi ta ra đời, là nơi dạy ta nên người. Mọi buồn vui trên đời chính là nhà. Nhà là năm tháng tuyệt vời, dù đời còn biết bao xa vời, dù đi đâu hãy nhớ quay trở về. Một mùa xuân lại về đến trên khắp thôn quê, mà đàn con thì vẫn cứ ở nơi nào đây. Mẹ lặng thinh vì mẹ biết các con còn những đam mê. Ôi bao nhiêu cái Tết tuổi thơ đã xa rồi. Gia đình luôn là nơi bình yên nhất, ai đi đâu cũng muốn trở về. Nơi mẹ ru ngày thơ đưa con vào với giấc mơ. Bước trên đường để nhiều khi là bước đi muôn hướng, thì mẹ vẫn ở đây mở rộng vòng tay. Cả tuổi xuân của mẹ là các con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Từ mùa xuân cánh én bay về rồi, nhưng chẳng thấy cả con về đây. Tuổi xuân của mẹ là các con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Còn mong những chiếc xe mang về vui cùng đàn con xa trở về đón xuân đoàn viên. Dạ alo, mẹ khỏe không mẹ? Minh hả con? Dạ. Mẹ khỏe. Tết này á, tụi con có về ăn Tết với mẹ không? Dạ Tết này tụi con bận nhiều việc lắm mẹ ơi, con không về được nha thầy mẹ. Thôi con cúp máy nha. Bye bye mẹ. Dạ. Yeah, bây giờ tụi mình cùng xách ba lô lên trở về, để tặng cho mẹ một niềm thật bất ngờ nha ha. Ok. Let's go. Đi thôi. Vì tôi đang về quê, chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi chờ tôi.
nhớ tôi và mong ngóng tôi. Thế nên phải mau về thôi, mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Ngồi nhìn giờ trên xe, tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, kỷ niệm buồn lớn vui ta từng trải qua. Lô 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 chuyện của mình trong nắng, tôi muốn kể hơn bao giờ hết, kể rằng mình đã sống yêu đơn thế nào. Không chuyến nào bằng từ chuyến đi về nhà cùng gia đình, lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Ta sẽ là nên được chuyển qua biết bao nhiêu khúc quanh, tiếng trên là nàng thuyền qua cơn sóng không khí thật trong lành. Một năm vừa qua bố mẹ nơi xứ lạ dù vất vả nhưng cũng không biết là đâu đó ở quê nhà. Nhà mẹ vẫn chờ mong và trông ngóng từng mốc con trở về. Từ nhiều thứ buồn bề những thứ vắng nghe nên là một điều không thể. Nên tiếp theo con thức sức mạnh là thứ năng lượng thật nhẹ nhẹ, nên con sẽ luôn trở về vì gia đình không gì là không thể. Đời như cuộc phiêu du, những chuyện mà ta mong đợi nhớ chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Mẹ đời như cuộc phiêu du, những chuyện mà ta mong đợi nhớ chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải trở về. Lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Vì qua đã bạn thấy con trở về non phiền. Hai cái đứa này vậy mà nói không về. Mẹ ơi, con cũng về luôn nè mẹ. Sao mẹ khóc vậy, mẹ đừng khóc nữa. Hôm nay hai đứa con của mẹ diễn rất là đáng yêu và dễ thương. Cảm ơn mẹ rất là nhiều nha, một tràng hỗ tay cho Vũ Đoàn Power. Giám khảo Hoàng Nhật Nam có cảm xúc gì ạ? Xin mời anh. Cho chú hỏi là hai cái đôi giày mà có đèn đó là hai đứa mua ở đâu đó? Trong mùa flash sale vừa qua thì đây là một trong những món con đã săn được. Là hai tụi con rủ nhau cùng mua luôn á hả? Dạ. Tông xuyệt tông thấy ghê không? Văn Minh có cho chú Nam mượn để chú Nam đi ăn tiệc cái đôi đó không vậy? Dạ cho chứ. Con phải hỏi chú Nam là có dám mang không? Đôi giày này dễ thương lắm. Chú bật mí là hồi nhỏ chú với em gái của chú có đôi tương tự vậy. Mình đi là nó nháy 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 nháy. Có kêu tiếng không chú Nam? Không, nó không, không cái đó là của mấy bạn nhỏ hơn chị. Cũng biết nhỏ xíu à. Đó mà nó xanh đỏ tím vàng lắm. Cái bài này rất là dễ thương và chú rất là thích cái câu chuyện tụi con đã kể. Cảm thấy sướng nhất là trên cái chuyến xe để trở về á, nó thể hiện một cái sự háo hức cả trong lời hát, trong cách diễn của tụi con. Và sau đó thì tụi con về gặp mẹ, nó mới vỡ òa lên trong một cái khung cảnh rất là xúc động. Đó, và cái bài này hay là có rất nhiều tính cách của hai đứa con ở trong đó luôn. Cái sự tinh nghịch hồn nhiên của hai đứa và những cái phần khác là cái phần sâu sắc ở trong hai đứa con. Bỏ nhỏ rồi bè cho nhau, rất là tình cảm. Lúc đó tất cả âm nhạc lắng hết và nhường chỗ cho cái giọng hát. Chú rất thích cái bản phối này. Dạ con cảm ơn chú. Dạ, chị Trang có đồng cảm với điều này không ạ? Xin mời chị. Công nhận cái cô đóng vai mẹ đó hay ghê á. Những cái giọt nước mắt cuối cùng thôi mà cũng làm cho các cô chú ở đây ngồi cũng chảy nước mắt luôn. Đó là những cái giọt nước mắt hạnh phúc. Mùa xuân là có rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Có những cái cảm xúc nó khó tả lắm. Nó đông đầy lắm. Nó rất là sâu lắng nữa. Cho nên các con được nhìn thấy tất cả những cái cảm xúc đó về mùa xuân, để cho mình lớn lên nó đầy đủ hơn trong cái tâm hồn của mình. Tuy nhiên á, có những cái khúc mà gần đi về ao á, vì tụi con cao trào lên quá, sung quá, cho nên hôm nay là Ngọc Dầu hát có những cái đoạn nó hơi bị lệch ra chút xíu mà hợp âm, kiểm soát cho giọng hát một cách tốt nhất nha con. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Trong bài hát thì mình nên kiểm soát lại một tí xíu đúng không cô Trang? Đó, bây giờ mình nói cảm ơn cô nhẹ nè, 2, 3. Dạ con cảm ơn cô. Bè được không? Bè được không? Bè thử coi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ mời cô Tú My ạ. Ban đầu á
thì hai đứa con ra, trong đầu cô lúc đó nghĩ là chắc tụi con sẽ đem đến một cái tiết mục sôi động, tươi vui. Tuy nhiên rằng khi mà tụi con vô mở màn á, thì cô lại bất ngờ lại một cái câu chuyện rất là xúc động. Tụi con rất là nghiêm túc đầu tư về trang phục cũng như là cái tư duy xử lý bài hát. Trong cái bài của tụi con á, có 3 bài mashup với nhau, trải qua từng cái cung bậc cảm xúc. Thì cô rất là thích cái cách mà tụi con đẩy cái cảm xúc từng bài, từng bài, từng bài. Nó theo cái câu chuyện, ban đầu nó nhẹ nhàng, cái cung bậc cảm xúc bài hát nó lên từ từ, và cái kết tụi con làm cho khán giả phải vỡ òa. Và hôm nay thì Tú My cảm thấy mình rất là may mắn, bởi vì xuất hiện ở tập này là ở chỗ là không loại tụi con. 4 tiết mục nào cũng xuất sắc hết, nên là hôm nay cô thấy rất là hạnh phúc. Chúc mừng tụi con. Chúc mừng cô mới đúng á. Đúng thiệt là như vậy, cả 4 cặp đôi ở trong tập này rất là xứng đáng để nhận được những điểm số cao. Một ra hố tay nữa cho Văn Minh và Ngọc Dâm. Cùng cần tận nguyện
sầu lo toan, làm sao vơi đi mọi nỗi đau. Bạn ơi chung tay ta hãy giang tay, xua tan đi bao nỗi sầu, để cho bao nhiêu em hỡ cu già mỉm cười nhìn ngày trôi qua. Xin mời chú Huỳnh Lập. Chú không biết là những dòng trước tụi con có những cái màu sắc gì? Chắc là trẻ trung hả? Dạ, tụi con hát rock. Dạ, tụi con hát rock. Ồ, hèn chi. Cái giọng của Nhật Minh á, rất là khỏe luôn. Nhưng mà chú có hơi lớn cấn nhẹ một chút xíu thôi. Cái giọng mình khỏe thật. Và khi mà chúng ta rơi vào cái khoảng mà mình bắt đầu phô cái giọng hát của mình ra, nó bị khỏe quá, cái đâm ra cái nó bị hơi bị mờ cái bạn hát chung với mình. Chú mong là mình có một sự hoàn thiện hơn được một chút xíu. Và khi mà chú nhìn hai con á, có lẽ là cái phong cách này là cái phong cách tụi con chưa có được tự nhiên với tụi con lắm đúng không? Chú cảm giác rằng là tụi con chưa thật sự thoải mái lắm, thả lòng mình ra cho nó tự nhiên hơn. Chú đang cảm thấy là tụi con hơi gồng khi mà tụi con được hóa thân một cái nhân vật gì đó để hát cái bài này. Mai mốt mình thả lỏng cơ thể mình ra chút xíu cho nó thoải mái hơn, để những cái hiệu quả và những cái mong muốn của mình trong cái giọng hát và cách xử lý nó sẽ đến với khán giả 100% và trọn vẹn hơn. Cảm ơn tụi con. Dạ, cảm ơn chú. Cô rất hoàn toàn đồng ý với chú Lập ở cái điểm là tụi con chưa thoải mái lắm. Nhất là Minh thoải mái ra hơn trong tất cả những cái bài biểu diễn của mình ha con ha. Hai bài hát mashup lần này cũng rất là hay. Kỳ này là Minh cũng được tập hát bè rất là nhiều. Hát bè, cái phần bè thấp, nhưng bè thấp rất là khó. Rồi có những lúc con lại nhảy lên hát chính di bè cho con, đúng không? Trong cái quá trình tập luyện tụi con cũng phải tập luyện rất là nhiều để quen thuộc những cái giai điệu không phải là dễ hát. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Trang ạ. Tiếp lời xin được mời giám khảo Long Nhật ạ. Cái phần thanh nhạc của cả con cả cái làm tròn lắm, nhịp nhàng vững vàng đấu vào đấy, và cái bè bối cao độ trường độ chuẩn xác. Có một đoạn xuống thấp đó chú hơi lo lắng cho mình, xuống không tới là mất chữ nó uổng lắm, nhưng mà rõ ràng con xuống baritone xuống rền, rõ ràng rền ấm. Còn cái phần diễn xuất như cô Đoan Trang và chú Hình Lập nói, còn con hơi bị chưa tập trung một chút xíu, nhưng đó là áp lực của chương trình thi cử, chú hoàn toàn thông cảm về điều đó. Dạ con cảm ơn chú. Thật sự phải nói là cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Một tràng hót tay thật lớn cho hai bạn nhỏ Ngọc Nhi và Nhật Minh đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Thank you.
hò tin người về quê hương, mang cánh đồng hẹn hò người thương. Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng giữa mái vòng ngàn sâu. Lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu. Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề. Biệt ly đêm nay sân ca sương mờ trắng buồn. Hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì, lợi danh vinh quang bấy lâu. Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim gừng cứ. Đường tìm tương lai còn xa biết đâu bên chờ. Tôi nguyện cầu anh phúc may yên lành vượt bao gió sương. Trên đường muôn phương anh đi về đâu. Tàu đã khuất xa rồi đây, lưu lại có những kỷ niệm. Người bạn muôn phương giờ đây đã xa cuối trời. Khuya về dần ga vắng tanh, nỗi buồn thương nhớ đến anh. Mong ngày nào đó gặp nhau. Người ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này. Từng nụ hoa trao nhau còn đêm mai có nhau trong đời.
rồi đi đâu vậy? Về đây với chú. Vô. Trời ơi, Tấn Bảo và Thái Hà. Có chút xíu mà xách cái vali bự dữ con. Trong đây đựng gì? Ủa sao nhà hèo vậy? Đạo cụ thôi. Rồi, xin mời anh Hồ Việt Trung ạ. Chú chào hai con. Đây là lần đầu tiên chú gặp được Thái Hà. Còn Tấn Bảo thì chú theo dõi con nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt đầu tiên mà chú nghe hai con hát dòng nhạc trẻ như thế này. Có thể tặng chú một câu bolero nghe chơi được không? Trời ơi, còn nói gì tặng nữa. Tặng chú một câu luôn chứ. Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng. Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Đêm nay gác xưa thêm lạnh vắng. Phòng côi lắng tiêu điều. Đường xưa vắng điêu hiu. Mưa rừng ơi mưa rừng. Dạ em xin lỗi. Dạ. Tự nhiên khúc này tôi ho à kỳ. Thế quá. Mới nói là dòng ca các con quá hay đúng không quý vị? Dạ. Tuyệt vời, thích lắm luôn á. Mê không? Đặc biệt mà không biết sao mỗi lần mà nghe các bé mà hát bolero nghe nó người em khó chịu lắm chị. Mê lắm luôn á. Ghiền. Ghiền. Mà đặc biệt là Thái Hà, con là một nhân tố mới trong lòng của chú. Nếu mà con mà theo cái dòng này, tương lai con sẽ rất phát triển với cái dòng này. Cái dòng nghe ngọt chị, nó đã lắm. Còn Tấn Bảo thì chú đã biết con rồi thì không còn lại gì nữa, nhưng mà đặc biệt là phải nói là con cũng là rất hợp với dòng này. Và hôm nay thì hai con thể hiện hai bài hát này chú nói thật sự luôn là rất là tuyệt vời. Không biết là tụi con hát cái dòng này nhiều chưa? Dạ đây cũng là lần đầu tiên con trình bày trên sân khấu. Lần đầu tiên mà hát hay gì là phải vỗ tay lớn lớn cho hai em. Đó, quá hay luôn. Tấn Bảo hôm nay con bè tốt, tình cảm, dễ thương. Mà Thái Hà mà không biết sao tướng nhỏ xíu mà hơi đau nhiều vậy con. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 11 tuổi ạ. 11 tuổi. Trời ơi mà ông hát hơi quá trời quá đất à. Quá hay, chúc mừng hai con cái mục này nha. Cảm ơn chú. Dạ, xin mời giám khảo Đoan Trang ạ. Cái phong độ của tụi con không bao giờ bị tuột. Hát rất là tốt. Các con giữ được cái cường độ làm việc như vậy á. Các con có được cái ý thức. Chính vì thế mà các con mới có thể đi một con đường dài như vậy. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Và cuối cùng là xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Hai anh chàng trên sân ga rồi xách hai cái vali như hai ông cụ non á. Mà Thái Hà lúc đầu đi ra còn hơi khờm khờm, cố gắng đi thẳng lên nha con. Nhưng mà trong bài hát này tụi con có cảm nhận được cái sự chia xa không? Dạ có. Tụi con có bao giờ chia tay bạn bè mà cảm thấy buồn không? Dạ có. Cái bài này là cái bài của chú Lâm Trường hát, cũng nằm trong danh sách hát karaoke quen thuộc của chú cũng như là nhiều bạn bè. Hôm nay hai con diễn trên một cái sân ga thấy dễ thương. Những cái phần ca, phần diễn cô chú đã góp ý rồi. Chú chỉ còn nói là một điều đó là trong cái cuộc sống thì hợp rồi tan, tan rồi hợp. Trong tình bạn cũng vậy. Đôi khi mình phải vì một lý do gì đó mình cũng sẽ chia tay và xa những cái người mà mình rất là thương mến. Nhưng mà nếu như có duyên và nếu như mình chúng ta vẫn còn nhiều cái tình cảm thì những cái sự kết nối, những cái sự liên lạc hoặc một cái sợi dây vô hình nào đó trong cuộc sống sẽ đưa đẩy các con lại gặp gỡ những cái bằng hữu. Và hy vọng là hai con ở cuộc thi mình đang hợp, sau cuộc thi mình sẽ tan, mỗi người sẽ có những cái sự nghiệp riêng. Nhưng mà sau đó thì mình cũng sẽ gặp nhau lại một lần nào đó để mình hát cho bạn cho tôi. Chú thích nhất là cái ôm của hai con á. Ôm xong rồi cái hai đứa đi về luôn à. Định không thi vòng sau hả? Không. Trời ơi tại cái sân ga đó chia tay thôi. À vậy hả? Tại thấy ôm xong đi về tưởng không thi nữa. Trời đất ơi, hành trang là thi vòng trong nữa. Nói giỡn thôi nha. Nhưng mà nãy em nghe cái câu nói của anh nói là đây là một trong những bài hát mà trong danh sách karaoke của Nam. Mà em nói thiệt nha, cuộc đời em thật sự em nói em tiếc, vô cùng tiếc. Em thấy em hối hận mà em thấy em trách em luôn á. Tại sao em chưa nghe anh hát? Em nên phải hối tiếc. Tại vì anh Nam hát cực kỳ hay. Anh Nam tặng em một bài về câu là... chơi nha. Bài này á, là phải có karaoke vào quán rồi anh em, phải anh cần nhạc đúng không? Bài gì? Ôi. Em cái miệng em làm đợt hãy nè. Tăng 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 tăng. Em làm cho anh đoán. Anh ơi anh hát giùm em bài Tiễn Bạn Lên Đường luôn đi. Ủa em nói gì vậy ta? Em quên. Rồi cảm ơn hai con rất nhiều. Yeah, hẹn gặp lại. Cảm ơn giám khảo. Chúc mừng tụi con nha, Tấn Bảo và Thái Hà. Yeah. Bước ra như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ cất giọng lên hát thiệt hay cho giám khảo nghe nha. Không còn con sông nước dâng tràn lên bãi bờ. Anh về quê em khắp nơi như là biển khơi. Chập chờn mái danh ngồi lên giữa ngọn chiều dâng. Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh. Bao ngày trôi qua lũ cao dần thêm nữa rồi.
bay đi tìm người trời. Mẹ ngồi dưới mưa tay ấm, ấm tre lạnh cấm, sớm làng chìm chung bao la những nỗi đau này. Ôi, nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao, dâng theo bao nỗi sầu đau. Ôi, nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê, à, đây là một em bé 10 tuổi rồi. Và không phải chỉ đi học không thôi đâu, mà bé muốn phụ công việc với ba, có thêm cái nguồn thu nhập. Cho nên là hàng đêm bé cùng với ba có đi hát ở những cái quán ăn, những cái nơi mà có đông người đó, để có thêm thu nhập cho gia đình. Tức là con bán với ba cái gì? Dạ con bán kẹo kéo. À, tức là không phải mình hát ở sân khấu mà mình hát ở chỗ những cái quán, rồi người ta nghe mình hát hay, người ta mua kẹo để giúp, đúng không? Con hát như vậy được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, hồi từ con 3 tuổi. Vậy là có thâm niên nghề nghiệp là 7 năm rồi đó. Lúc đó 3 tuổi rồi con lúc đó con biết gì đâu mà con hát. Dạ, thì cha dạy. Tôi có thật sự trong bụng mẹ thì lớn lên không có gì làm hết, cái học được cái nghề làm kẹo kéo. Vì hôm nay con tham gia bài hát đầu tiên, con đã được về đây thu nhiều và không quá cùng giá trị và đi. Giờ nếu con được sự bước vào ngõ hầu của tất cả con chữ cùng giá trị. Con đi bán với cha lâu rồi, con thấy cha cực khổ. Sau về học con xin cha, con đi bán phụ với cha để giúp phụ cha được phần nào. Bé thích hát giống cha lắm, thì bé nói cha ơi dạy con hát, thì tôi mới quyết định là dạy cho bé hát. Nhà cha dạy cho con hát nên con biết rất là nhiều bài hay. Mỗi khi con hát các bạn thường vỗ tay cho con rất là nhiều. Nhà con có 5 người, 2 em trai với cha với mẹ với con. Con thích nhất là bữa cơm ăn chung với gia đình. Ngồi chung với gia đình con thấy rất là vui. Hồi đó giờ con chưa đi thi chương trình gì hết, thì nhà con không có tiền mua đầm đẹp như các bạn khác. Tôi biết rằng chặng đường sắp tới sẽ đầy chông gai và vất vả, nhưng tôi tin vào cái nghị lực đam mê của tôi và con gái tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm, để lo cho gia đình và con cái tôi sau này không còn khổ như cha nó nữa. Rồi ba con có ở đây không? Dạ có. Con có muốn hát chung với ba không? Dạ muốn. Muốn hả? Mời ba lên luôn được không con? Dạ được. Trước đây thì em cũng được đi theo những cái đoàn hát, những đoàn hội chợ. Sau này thì khi có bé thì thấy bé thích hát rồi dạy. Động nhau cũng rất. Tôi dành cho tôi, cho con với ba, mà chính con với ba động viên cho tất cả mọi người là luôn luôn có những cái hy vọng trong cuộc sống. Cho nên đối với cô thì cô đồng ý cho con bước vào vòng trong. Với chú Thanh Bạch thì sao ạ? Chú Thanh Bạch đồng ý. Ủng hộ. Cô Thanh Hằng và chú Hoài Linh cũng vậy. Xin chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn ban giám khảo. Đêm sương con thơ thẩn, đêm mưa mộ mình nở trời quạnh hiu, nghiêng ngửa mảnh trăng gầy.
nghề của nàng á. Nàng khóc rồi. Các vị giám khảo nghe bé Quách Phú Thành ca xong chịu không nổi phải không ạ? Giám khảo cô Thanh Hằng nghĩ sao cô? Cô khóc à. Tại vì bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc mình nó thiêng liêng lắm. Mà tiếng đàn rao lên là nó làm như là cái người xa quê hương, cái giọng về cố hương. Cho nên mặc dù ở quê nhà nhưng mà thật sự rằng khi nghe tiếng đàn lên là cái thiêng liêng nó đã vào trong máu, trong hồn của mình rồi. Cô vô cùng ủng hộ con. Cảm ơn con nhiều. Không phải là lứa tuổi của con ai cũng có thể cảm nhận được bài hát này. Và cái giọng của con nó đủ sức để nó truyền tải cái thông điệp đến cho người xem. Mà con có một đôi mắt hầu như chiếm quan trọng nhất trên khuôn mặt của con. Đôi mắt của con biết nói và biết diễn tả được nhiều điều. Và điều đó nó rất là quan trọng trên sân khấu. Chúc mừng con. Thấy con á, hát cải lương á, mình thấy mình mừng ở cái chỗ là như vậy là mình có quyền hy vọng là cải lương của Việt Nam mình không bao giờ bị mai một. Chú không biết con suy nghĩ gì về cái gia đình mà chú thấy con toàn hát về gia đình. Dạ thưa chú là con rất yêu gia đình. Tuy rằng từ nhỏ phải xa mẹ, nhưng con rất, rất thương cha, mẹ. Từ nhỏ con đã sống với ông bà, cha mẹ thì ly dị. Còn con thì phải sống với ông bà từ lúc còn 14 tháng. Ông bà tần tảo nuôi con, giúp con lớn khôn lên người. Phú Thành cháu nội tôi ở với tôi từ nhỏ tới lớn. Tôi không dám kể về cái chuyện gia đình của mẹ cha nữa, nhưng mà bây giờ mới kể. Hồi đó giấu giếm hồi nào tới giờ không dám kể, sợ cháu nội buồn với hơn mặc cảm. Từ nhỏ thì lúc 4 tuổi con được nghe các cô chú hát những bài ca cổ thì lúc đó con hát theo. Sau đó thì khoảng chừng con được 10 tuổi được mẹ Hằng dìu dắt vào câu lạc bộ đờn ca tài tử của phường. Qua đó con được học hỏi từ các nghệ nhân những bài bản trong đờn ca tài tử. Thì con cảm thấy rất là mê cải lương. Trong câu lạc bộ đờn ca tài tử thì có các chú rất là thương con, dạy bảo con từng ly từng tí. Cháu nội thì học giỏi bên trường các môn. Một năm thì cháu nội học môn được 5 tấm giấy khen. Từ lớp 1 cho tới lớp 4 là cháu nội Phú Thành được 14 tấm giấy khen. Cháu đam mê cải lương. Nghe bên bển khen nhưng mà tôi cũng chưa có hay. Cháu ca như vậy cũng rất là mừng. Học giỏi mà lại ca hay nữa. Tôi cũng rất cảm ơn mẹ nuôi của Thành là Hằng. Thương vì cái cảnh nội thì già buôn bán mà gánh nuôi cháu nội như vậy, rồi hơn nữa mẹ nó bỏ nó, rất là thương mà giúp đỡ. Trong gia đình con, ông bà là người con yêu quý nhất và mẹ Hằng là người con yêu quý thứ hai. Mẹ Hằng đã dìu dắt con thi cuộc thi tử tài siêu nhí này và quyết tâm của con là tự tin chiến thắng để cho ông bà và mẹ Hằng tự hào và hãnh diện về con. Con yêu gia đình con lắm. Bây giờ chú thật sự ra chú muốn con khi mà con vô được cái vòng trong thì con sẽ trình bày những cái bài tài tử. Mà con mà theo được cái dòng tài tử này nữa thì chú hy vọng là có người bảo tồn và phát triển cái đờn ca tài tử mà được UNESCO đã công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Như vậy là con đã nhận được 4 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con nha. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn con. Chào tạm biệt con. Thưa quý vị, ở lần xuất hiện đầu tiên, bé An Khang với cái khả năng diễn kịch của mình và đặc biệt là cái duyên hài của bé tự nhiên nó toát ra làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là ban giám khảo, cười rất là nhiều trong cái phần đầu tiên đó. Nhưng mà hôm nay khi quay trở lại với chương trình ở cái vòng thiết lập này cũng với tiết mục hài kịch thì không biết rằng bé An Khang có tiếp tục chinh phục ban giám khảo và quý vị khán giả hay không. Hãy dành cho cậu bé dưới thư này một tràng vỗ tay quý vị. Nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phi. Ở lâm đồng mai xuống em đâu biết gì,
ba các anh các chị. Em chào từ thành thị đến nông thôn, từ sân gôn tới sân bóng đá. Em chào từ Thanh Hóa đến tít tận Tuyên Quang. Mà em chào từ Hà Giang, em chào sang Móng Cái. Em chào từ Móng Cái đến mãi Sài Gòn quê mình. Với tất cả tâm tình, em xin chào các bác. Tên em là Lò Văn Sơn, người thì thấp bé nhỏ con nhưng có tài. Bố em là Lò Văn Sài, bán rượu ở đường Liễu Giai gần nhà. Mẹ em là Bạch Thu Hà, bán trà đá ở Tít Bến Phà Khuyến Lương. Gia đình kinh tế thầm thường, nhà chỉ có mỗi giường bốn chân. Bố mẹ em sống ly thân bởi vì bố quá nhiều lần rượu say. Mà rượu say thì ba địa cũng bay. Xin các bác vỗ tay cho em đỡ buồn. Sau đây em xin được giới thiệu về bố em. Sở thích của bố em rất thích xem TV và lúc mất điện, thích đi bệnh viện lúc chẳng bị làm sao, thích mặc áo phao để nhảy hip hop ở cầu ao. Và đặc biệt bố em rất thích cắt tóc bằng dao. Đấy là bố em. Sau đây em xin được giới thiệu về mẹ em. Mẹ em khỏi phải khoe chứ mẹ em vẽ cực đẹp luôn. Mẹ em vẽ tới đâu là chuẩn tới đấy. Chuẩn như ông tìm thấy tổ, như súng nổ thì thứ mục tiêu, như chiến chiêu nhảy hip hop ấy. Ngày xưa mẹ em có tham gia cuộc thi vẽ ở trên tỉnh, nhưng mà do xã tổ chức. Đề bài là bạn như vẽ con vật mà bạn yêu thích. Mẹ em vẽ con sư tử, vẽ như là kiểu tranh 3D sao ấy. Mà vẽ xong ban giám khảo lên chấm điểm vì không dám đứng gần vì sợ con sư tử nó cắn. Em ngồi dưới em tò mò là không biết mẹ em vẽ đẹp như thế nào. Khi em lao lên thì trời ơi, mẹ em vẽ mẹ em. Đấy là mẹ em. Sau đây em sẽ được giới thiệu với chị em. Chị em tên là Lò Thị Hai, bán vải ở đường Trần Quang Khải. Miệng hay là nhại, sống sao cho phải, tuy đời ngang trái, có thằng em anh tài. Sở thích của em rất thích xem phim Cô Dâu 8 tuổi. Cứ mỗi lần kết thúc phim Cô Dâu 8 tuổi là chị em lại nhảy cẫng lên. Em khiếp sợ vì chị em luôn ấy. Ghê là để bà can dây này nhập hay sao ấy. Đấy là chị em. Sau đây em xin được giới thiệu về em. Sở thích của em rất thích ăn vào lúc đói, uống vào lúc khát, thích tắm lúc mát, và đặc biệt em rất thích cào lông mày bằng dao phát. Mục đích của em đăng ký thi chương trình thử tài siêu nhí và để cho bố mẹ em được nhìn thấy em ở trên TV. Vì hơn một tuần nay em chưa được về nhà. Chú quay phim, chị ấy mới quay vào mặt con cho con gặp mẹ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã canh mẹ và răng đe con để con có được như ngày hôm nay. Con chỉ muốn nói với mẹ một điều rằng mẹ ơi, con nhớ bố lắm. Dạ, bản thân chị con đến đây hôm nay là hết ạ. Con xin hết ạ. Trời ơi, sao mà con có thể con nói với một cái tốc độ nhã chữ, nó nhanh, nó không vấp, nó lưu loát mà nó duyên dáng đến như vậy không biết nè. Một tràng pháo tay dành cho bé An Khang. Anh Linh, anh thấy cái cậu bé này như thế nào ạ? Cái trí nhớ con cực kỳ thông minh. Bởi vì cái nói nhanh như vậy á, nó dễ bị vấp lắm. Cái giọng bắt của con rất có duyên nha. Nhưng để cho tất cả mọi người đều nghe con nói được hết thì con nói chậm lại hơn một chút xíu. Bây giờ con đang 10 phần, con nói chậm lại còn khoảng 7 phần. Chỉ cần giảm lại thôi, con có duyên cực kỳ. Chúc mừng Khang. Cảm ơn chú Hoài Linh. Tôi đồng ý. Chú Hoài Linh đồng ý. Cô Thanh Thằng thì sao ạ? Cô đồng ý. Cô đồng ý. Cô Đoan Trang. Con xứng đáng được vào vòng trong là chắc chắn rồi. Như vậy là cô Đoan Trang cũng đồng ý cho con vào vòng trong. Và chú Thanh Bạch. Chúc mừng con. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Bây giờ thì hãy chạy đến với thầy giáo mới của mình nè. Thầy Gia Bảo. Hai đứa ơi, ăn sáng xong rồi á, học bài đi nha con. À, còn đồ ăn chưa á, mẹ để sẵn ở trong cặp. Chút khi nào mà đi học á, nhớ đem theo nghe không? Dạ, mẹ yên tâm đi làm nha mẹ. Tụi rồi. Con tự lo được mà. Giỏi, mẹ đi nha. À, mẹ. Hử? Mẹ có nhớ mẹ hứa với con cái gì không? Mẹ hứa gì đâu ta? Dạ thì hôm bữa mẹ hứa với con mua cho con cây đàn guitar đó. À,
mẹ hứa mua cho con cái đàn guitar đúng không? Dạ. Mẹ quên rồi. Ô mẹ mà kỳ quá à. Mẹ quên là không biết mẹ mua về xong mẹ để ở đâu trong căn nhà này ta. À con cảm ơn mẹ. Con lấy giùm mẹ cái áo khoác mẹ đi làm dạ, đi. Dạ dạ. Ủa? À đàn guitar nè, con cảm ơn mẹ. Trời ơi thích quá. Con coi ơi thích không? Ủa mẹ, mà sao nó cũ quá vậy mẹ? Tại vì bây giờ con mới tập đàn thôi đúng không? Cho nên con đàn đỡ cái đàn cũ đi. Rồi sau này khi nào mà con đàn thành thạo rồi đó, mẹ sẽ mua cho con cái đàn mới thiệt là đẹp, được không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Rồi, ủa vậy nha. Mẹ? Hả? Con cũng thích học đàn piano mà. Sao mẹ không mua cho con? Ai nói mẹ không mua? Yeah. Nè, nhắm mắt lại đi. Ten ten. Mẹ. Hả? Con thích đàn piano mà. Thì cái đàn này đàn piano nè con nè, để chữ piano đàng hoàng nè. Nhưng mà con thích đàn piano thiệt, con thích đàn piano đồ chơi. Hôm bữa con đâu có nói thiệt hay là đồ chơi đâu. Mẹ. Thôi nè, đừng có nhõng nhẽo nữa. Mẹ biết chứ, nhưng mà con biết sao không? Tại vì cái đàn piano thiệt á, nó đắt tiền lắm. Để từ từ rồi mẹ để dành tiền mẹ mua cho con nha. Từ từ gì nữa mẹ? Mấy đứa bạn của con á, đứa nào cũng có piano hết rồi. Rồi, mẹ lãnh lương, mẹ sẽ gom tiền lại. Mẹ mua cho con cái đàn thiệt là bự, thiệt là đẹp, được không? Nhanh nhanh nha mẹ. Rồi, vậy nha. Bây giờ như vậy, có đàn guitar rồi. Hai đứa ở nhà ha, vừa tập đàn tập hát đi ha. Rồi dạ. Canh giờ học bài rồi đi học buổi trưa, nghe không? Dạ, rồi, chào mẹ. Mẹ đi nha. Em ơi, lại học chung với chị cũng được nè. Cái gì? Đàn guitar. Em á, chỉ thích học đàn piano thôi. Vì sao? Vì học đàn piano mới thể hiện được sự đẳng cấp, sang chảnh. Chị học mình đi. Em ơi, sao mẹ để quên cái khăn rồi? Thôi hay là em ở nhà coi nhà nha, để chị chạy ra đưa cho mẹ cái đã. Nhớ coi nhà đó nha. Bánh trang trộn không con ơi? Bánh trang trộn không nè? Nay có hỏi ngon lắm nè mấy đứa. Ăn không mấy đứa ơi? Trăng trộn không mấy đứa ơi? Trên con phố khuya có một người
từ từ chị băng qua gì bán cho nè con, từ từ nha. Trời ơi cái bà ở kia, bà đi đứng kiểu gì vậy? Dạ xin lỗi. Trời ơi tôi xin lỗi. Dạ không sao xin lỗi. Từ từ nha chị. Tôi xin lỗi, làm tới nhà chứ. Rồi thôi vô nhà nghỉ ngơi đi. Người thì bệnh hoạn mà suốt ngày cứ đi ra ngoài mẹ, đường. Mẹ sao. Bị sao vậy mẹ? Mẹ không sao đâu con, cảm ơn chị. Cô ơi cô, mẹ con bị sao vậy cô? Mẹ con á, trời nắng chang chang vậy á mà đi ra ngoài cánh hàng rong chị... rồi bả sai sẩm mặt mày á, xém tí bị xe đụng rồi. Chị ơi. Thôi chị nghỉ ngơi đi nghe dạ, không? Dạ cảm ơn chị. Thôi cô về nha con. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn cô. Cô về nha chị. Mẹ có sao không vậy mẹ? Mẹ không sao đâu con. Con đừng nghe lời cô nói nha. Cô nói lộn á, là mẹ từ ở công ty mẹ bước ra chứ mẹ không có đi bán hàng rong. Mẹ không có đi bán hàng rong gì hết. Mẹ không có đi bán mà. Thiệt á mẹ. Con biết hết rồi. Mẹ đừng có giấu con nữa. Bữa hôm á, con tính chạy ra đưa cái khăn cho mẹ. Rồi con thấy mẹ gửi hàng bên nhà cô Tư. Mẹ gánh hàng đi bán. Mẹ ơi mẹ đừng bán nữa nha mẹ. Vất vả lắm mẹ ơi. Không bán thì lấy đâu ra tiền hả cô? Công ty của mẹ giải thể lâu rồi. Bây giờ thì tìm việc làm khó khăn lắm. Chỉ có cách buôn gánh bán bưng như vậy á mới có thể là đắp đổi qua ngày được con à. Hai đứa con thì còn nhỏ, ba con thì mất sớm. Mẹ phải vừa làm cha vừa làm mẹ. Mẹ cực khổ nhiều mẹ cũng không quản hết. Miễn sao là hai con của mẹ ngoan ngoãn học giỏi là được rồi. Cho tụi con xin được thay cha chăm sóc mẹ. Nhà mẹ. Mẹ ru con qua những đêm hè, rồi bật khóc sau khung cửa nhỏ. Bố không về, nỗi đau mẹ giấu đắng cay ở sâu trong lòng. Mẹ hay tin vẫn còn có con bên mẹ, giọt nước mắt ấy cứ mãi tan vào đêm tối không mong. Dù con hay biết nhưng sợ mẹ buồn, con không nói nên lời. Ngày trở đi thương hai đứa con bơ vơ một mình yêu đuối vai mẹ. Mẹ buồn bao nhiêu, nhọc nhằn bao nhiêu con thấu hết. Giờ con lớn rồi, giờ con đã nên người. Cả tuổi thanh xuân mẹ hy sinh để thấy con cười. Tình thương của mẹ lớn hơn cả biết trời.
chắc là em phải bắt cóc chị Trang một tí xíu. Chị có cảm xúc như thế nào ngày hôm nay hỗ trợ cho đêm chung kết của Phương Nhi và các viên ạ? Không biết sao nữa, cuộc đời mình thì mình chưa có gia đình, nhưng mà không biết sao là khi mà hỗ trợ cho mấy đứa nhỏ thì thấy nó cảm giác giống như đứa con mình vậy đó. Rất mừng là hai bé hôm nay là hát trôi chảy, hát ổn. Trang hô tay nữa với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Hồng Trang. Xin được cảm ơn chị Trang rất là nhiều ạ. Xin mời chị Đoan Trang ạ. Ôi, cái tiết mục này xúc động quá tụi con. Bé Viên với bé Nhi diễn rất là ra cái vai của mình. Cũng thêm một bất ngờ nữa là con chơi đàn guitar. Con đánh rất là tự nhiên, vừa hát vừa đàn. Đó, tuy nhiên cái thế ngồi của con á, nó không có được thoải mái lắm cho con. Cho nên có những cái đoạn cao thì con hát nó không được bay lắm như những cái tiết mục khác. Phần cuối hai đứa con quá là nhập tâm, quá cảm xúc, cho nên cái bè cũng như là cái câu cuối đó nó hơi run rẩy chút xíu. Nhưng nó cũng vẫn mang lại một cái gì đó nó rất là chân thật. Cho nên nhìn chung thì cô cũng đánh giá khá cao tiết mục này. Cô chúc mừng tụi con. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Tiếp nối ạ, xin mời cô Phương Viên. Nói về cái chủ đề này thì cô là bao lệ luôn. Tại vì cô đã từng là cái cô gái đòi cái đàn piano đó. Cô cũng đã từng là cái cô gái đòi cái đàn guitar đó. Và ngày hôm nay cái cô gái bị đòi đang ngồi. Chỉ khi nào mình thấy được mẹ mình cực khổ, gian truân thì mình mới biết thương mẹ. Và cảm ơn tụi con rất là nhiều vì đã mang đến một cái màn trình diễn rất là xúc động ngày hôm nay. Vì đã từng hát một cái bài hát về mẹ ở trên sân khấu, ca khúc Mẹ Yêu. Bản thân Vi là đã đi hát rất là lâu rồi, nhưng mà lúc hát bài đó mẹ ngồi dưới Vi khóc, mà Vi hát Vi vỡ giọng. Con hát phải nói là mặc dù cũng có hơi run rẩy đó, nhưng mà bình tĩnh hơn cô ngày xưa rất là nhiều, rất là bản lĩnh. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn cô. Là lúc mà các viên ngồi đàn cái đàn đó, từng cái giọt đàn lên đó, thì nghe nó rất là chứa chan, như là đi vào trong hồn mình á. Mặc dù là chú biết là ở đâu đó nó vẫn còn những cái vụn về của con trong cái tiếng đàn đó, nhưng mà nó phù hợp với cái tình cảm của con lúc đó. Chú rất là xúc động, chúc mừng hai con. Cảm ơn và chúc mừng cho Phương Nhi và các viên. Sao? Nãy giờ mấy đứa đi chơi có vui không? Dạ vui. Mấy đứa có đi tắm biển chưa? Đáng lẽ từ nãy tới giờ là em đi tắm biển rồi đó. Mà thấy em thấy là trời ơi nó nắng chang chang như vậy nè. Rồi sao em đi tắm biển? Tắm biển là da anh đen mất. Úp ơi, Úp điệu à. Điệu đâu mà điệu, bãi này cứ treo Úp hoài à. Thôi, mấy đứa có thấy gì không nè? Wow, Tháp Chàm. Đúng rồi, Tháp Chàm này là địa điểm du lịch rất là nổi tiếng đó nha. À, mà cái bài múa hôm bữa anh Hai dạy mấy đứa còn nhớ không vậy? Nhớ. Rồi, vậy vô đội hình múa lại nè. Chết rồi, thiếu một đứa. Ai? Tam. Tam. Tam rồi. Tam ơi. Tam đâu rồi? Tam ơi. Mưa bay tháp cổ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với bé Ngọc Thanh và vũ đoàn Chuông Gió. Hôm nay lại là một cái bài hát mà quá khủng khiếp với cái tuổi của con có thể hát được cái bài này. Mà với chú thì con làm tốt lắm. Không biết các cô chú giám khảo thì nhìn nhận như thế nào đây. Xin mời cô Đoan Trang. Cho cô hỏi ngược lại con là con thấy sao? Con thấy con hài lòng không? Chính bản thân con. Dạ, con rất là hài lòng. Rất là tự tin phải không? Dạ. Rồi, nếu như mà con nói con chưa hài lòng thì cô mừng. Mừng ở chỗ là con nhận ra được những khuyết điểm của con. Nhưng nếu mà con nói con hài lòng, cô cũng mừng luôn. Mừng là tại vì tụi con đã làm hết sức rồi, rất là tự tin cho phần trình diễn của mình. Nhưng chỉ có người khác thì nhìn thấy cái phần biểu diễn của mình có những cái khuyết như thế nào rõ hơn bản thân mình thôi. Con biết con bị những cái lỗi gì không? Thứ nhất là cái bài này á, nó có những cái đoạn ngân rất là dài, xong rồi nó lại vô cái câu thứ hai. Cho nên nếu như con không có biểu cảm gì trên gương mặt của mình hết trơn hết trọi thì thấy cái bài nó bị rời ra. Mưa bay thấp cô ta 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 ta. Đó thì nó hết câu này nối qua câu kia, không cảm xúc gì hết trơn, thấy không? Thì đầu tiên là cô muốn con phải
làm sao diễn xuất cái gương mặt của mình hơn. Mà diễn xuất ra làm sao con phải hỏi thầy của con ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, con đừng có cầm cái micro của con quá cao, nó che hết cái gương mặt của con rồi. Dễ thương như vậy mà con che hết, người ta không nhìn thấy được cái biểu cảm của con ha, là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba, con phải nhớ cái ngân của mình. Nhất là những cái bài này là ăn là rất là ấn tượng ở những cái nốt ngân khúc cuối. Còn cái này mình bị một màu ngân hết. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Thì cái đó mà nếu như con không giữ cái hơi con là bắt đầu cái hơi của con sẽ đi xuống, chinh xuống hoặc chinh lên, thì người ta còn dễ nhìn thấy cái sai của mình nữa. Con nhớ không? Đó. Dạ, con rồi. Sẽ cố gắng học hỏi. Giỏi. Với thêm một cái nữa là người ta không hiểu gì hết, sau khi mà các bạn nói u anh Tám đâu rồi, cô đâu mất tiêu rồi, thì lúc đó con mới xuất hiện, con diễn cùng với những cái tượng đó trên cái tháp chàm đó. Rồi cái sau đó là gì thì không ai hiểu hết. Có nghĩa là không biết cái kết cục là như thế nào. Con đến đó rồi con tham quan một mình con giữa một cái khung cảnh rất là hùng vĩ đó, rồi con hòa mình vào đó qua cái bài hát này, hay là như thế nào, thì cái kết nó còn chưa có ấy lắm. Cảm ơn là Đoan Trai rất nhiều. Chắc có lẽ này là lo cái tập trung căng thẳng theo bé Ngọc Thanh. Thật sự cái bài này nó có một cái đoạn kết, các bạn ra hỏi đi đâu, nhưng mà chắc là kết xong rồi cái quên, ở đây cũng quên mất. Nên là anh nghĩa ra rồi, cái mình để luôn. Thực ra có thể người ta sẽ không nhớ đâu, người ta tập trung vô cái phần hát của con hơn. Cho nên là cô chỉ hỏi như vậy thôi, tại vì cô muốn là có đầu, có giữa, có đuôi, thì cô hơi kỹ cái đó thôi. Chứ thật ra cái đó cũng không quá quan trọng. Quan trọng là những cái gì mà hồi nãy giờ cô nhìn ra, cô mong là con nhớ. Chứ thật ra giọng của con vô cùng sáng và hát quá tốt, nhất là những cái nốt bắn lên cao, rất là tốt. Cảm dạ, ơn con. Cảm ơn cô. Nhưng mà chú Hoài Linh hình như muốn nói gì với con. Tại vì em nói là bé hát, tức là cái câu hát nó ngân từ cái câu này để nó qua câu thứ hai, thì trên gương mặt bé không có biểu cảm gì cả. Em thấy từ đầu đến cuối khi mà các vũ công bê cháu từ dưới lên đặt ngay chỗ giữa đó, và tất cả các vũ công đều múa đằng sau lưng cháu hết, thì cứ xem như đây là một cái bức tượng. Và tất cả khi mà nhạc mà intro thì cháu vẫn múa như thường, thì ở đây cháu là một cái bức tượng. Chú chỉ cần nghe cháu hát thôi, còn cái phần diễn của cháu ở trên cái gương mặt đây là những cái bức tượng cổ, những cái bức phù điêu ở trên cái tháp, và cháu là một trong những cái bức đó. Mình phải có cái tinh thần của cái bức tượng. Dạ. Đúng phải rồi. Có cái tinh thần của bức tượng, bằng cách là mặc dù con không phải là diễn xuất như những cái bài mùa hè có nắng có mưa thì không phải vậy, nhưng mà con phải cho lột tả cho người ta thấy con đang truyền tải cái gì. Còn đằng này cô nói là một phần là do cái ngân của mình á, nó không có được mài dũa. Thêm một cái là do con tập trung vào những cái nốt cao, con lo các cô các chú bưng con lên xuống, cho nên nhìn con hơi mất cái biểu cảm. Vậy thôi, chứ ý của cô không phải là con phải làm cái nhưng này cái kia. Nhưng cái phần liên lấy anh thấy được mà Trang, phần liên lấy của cháu được. Không, á. Tại vì được. từ cái lúc mà bê lên, nghe đang ở dưới cái là bê con lên một cái là con hát liền, mưa bay thắp cổ liền, đúng không? Đó. Thì khi cô mà còn chưa nói lên tới cái đó nữa nha. Cái đó là hồi nãy, tại vì cô muốn cho cái phần kết thúc của cô nó đẹp á, cái cô không mới chơi tiếp. Nhưng mà thật ra cái này cô nói chơi chứ không phải là chê, mà là cô chỉ muốn nhắc cho tụi con thôi. Ví dụ con đang ở dưới, người ta đang tập trung vô, ôi cái anh Tám này ở đâu rồi, cái tự nhiên người ta bưng con lên đầy bất ngờ, tất cả mọi người bất ngờ, thì lúc đó con phải nhớ hít một cái hơi thật sâu để cho bung ra cái câu đầu tiên là rất là cao, mưa bay tháp cô, là toàn những nốt khó không, còn luyến nữa. Thì lúc đó con đi lên con bị giật mình, khi con về con xem tivi lại con sẽ thấy ngay câu đầu tiên của con bị bể chữ tháp. Dạ con okay. Cảm ơn cô, con sẽ cố gắng chỉnh sửa. Giỏi. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo.